vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 23. Mạc Vô Ưu xoay người rời đi, phía sau truyền đến thanh âm vỗ vỗ thật lớn, rất nhanh, khói dày đặc nổ tung, người đeo mặt nạ thanh lang như xẹt qua khói dày đặc bước ra. Ấp trong lòng mọi người trầm xuống, Sở Trần buông Tống Nhan xuống, lòng bàn tay lại xuất hiện một tấm bùa. Dãy rùa có tác dụng không? Người đeo mặt nạ thanh lang lần nữa tới gần, thân là võ đạo tông sư, thực lực vượt xa nhưng người trước mắt này, người đeo. Mặt nạ thanh lang giờ phút này có loại khoái cảm săn bắn, chờ mũ mong nhìn ánh mắt dần dần tuyệt vọng của những con mồi này. Sở Trần tiến lên một bước, khóe mắt dư quang trong lúc bất chợt nhìn sang một bên, rõ ràng sửng sốt, bùa vốn đã lấy ra trong lòng bàn tay thu về. Người đeo mặt nạ thanh lang tựa hồ cũng nhận ra cái gì, dừng bước, mạnh mẽ nghiêng người nhìn qua. Trương Vận Quốc ngẩng đầu nhìn, không thể tin được ánh mắt của mình, một lúc lâu sau, kích động vô cùng, tay vừa trượt, Mạc Nhàn nhanh mắt, ôm lấy Trương Vận Quốc, không trực tiếp ngã xuống. Được cứu rồi, Trương Vận Quốc kích động hô to, hai mắt phát sáng nhìn về phía trước, một lão giả thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, đứng trong đêm tối, phảng phất cùng thiên một địa hòa làm một thể, khuôn mặt mỉm cười nhìn phương hướng này. Tôi biết hắn là ai? Trương Vận Quốc chỉ vào lão giả mặc áo đạo sĩ, ngón tay run rẩy chỉ vào, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ một vị nhân vật như vậy lại xuất hiện ở chỗ này. Cửu Huyền Môn, La Vân Đạo Tôn. Thời điểm Trương Vận Quốc tham gia sát hạch Cửu Huyền Môn, người phụ trách khảo hạch hắn, chính là La Vân Đạo Tôn. Hắn là, Mạc Nhàn mắt có chúi lão hóa, nhìn lão giả mặc áo đạo sĩ xa xa, càng nhìn càng quen thuộc. Lão giả mặc áo đạo sĩ đi về phía này, người mặt nạ thanh lang cảm nhận được một cỗ lực áp bách vô hình, ánh mắt NSLN chằm chằm lão giả mặc áo đạo sĩ, ngươi là ai? Lão giả mặc áo đạo sĩ không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Người đeo mặt nạ thanh lang trong lòng một trận bối rối, theo bản năng tàn quang hiện lên, xoay người phát động công kích về đám người Sở Trần. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đeo mặt nạ thanh lang, thân thể bất động. Sắc mặt Tống Nhan có chút tái nhợt, nắm chặt tay Sở Trần. Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm, ấp bùa định thân. Thân ảnh người đeo mặt nạ thanh lang rõ ràng dừng lại. Khi hắn tránh thoát bùa định thân trói buộc, lão giả mặc áo đạo sĩ đã đi tới trước mặt hắn, trực tiếp xuất thủ. Bang, ngòi đeo mặt nạ thanh lang chật vật lui về phía sau vài bước. Một màn này, làm cho mấy người ở đây đều chấn động. Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng không thể một chiêu ra tay với người đeo mặt nạ thanh lang, lão giả mặc áo đạo sĩ một chiêu liền đánh lui hắn. Thực lực của lão giả mặc áo đạo sĩ đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Đây là trích tinh thù. Mạc Vô Ưu trong lúc bất chợt kích động hô lên. Trong đầu đồng thời cũng nhớ tới hình ảnh vừa rồi, còn có, tinh la kỳ thuật, bùa định thân. Đôi mắt Mạc Nhàn sớm đã kích động vô cùng nhìn lão giả mặc áo đạo sĩ, hai tay run rẩy. Người sáng lập tinh la môn, La Vân Đạo Tôn. Tối nay dưới tình huống tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, La Vân Đạo Tôn hiện thân. Trích tinh thủ, bùa định thân. Người đeo mặt nạ thanh lang lúc này nhìn chằm chằm lão giả mặc áo đạo sĩ, người là La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn khẽ cười. Không nghĩ tới, ta yêu như vậy không có xuất hiện, còn có người nhớ rồ tên của ta. Người đeo mặt nạ thanh lang lui về phía sau vài bước, đột nhiên vung tay áo, mấy hạt châu màu đen bay ra, rơi xuống đất nổ tung, toát ra khói đen dày đặc. La Vân Đạo Tôn vung tay áo lên, khói đen dày đặc bị xua tan, nhưng thân ảnh người đeo mặt nạ thanh lang đã ở xa xa, vô cùng nhanh chóng, biến mất trong đêm tối. Tống Nhan giật mình, trải nghiệm tối nay giống như đi tàu lượn siêu tốc. Khi người đeo mặt nạ thanh lang xuất hiện, Tống Nhan cho rằng đêm nay số kiếp đã định rồi. Nhưng vị lão giả mặc áo đạo sĩ này hiện thân, chỉ xuất thủ một chiêu, liền khiến người đeo mặt nạ thanh lang sợ tới mức tè ra quần, chạy trối chết. Không sao rồi, Sở Trần mỉm cười ôn nhu nói với Tống Nhan. La Vân Đạo Tôn đi tới. Bái kiến La Vân Đạo Tôn. Trương Vận Quốc khẩn cấp đi lên phía trước, hành lễ với La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn nhìn Trương Vận Quốc một cái. Cũng nhận ra, là ngươi a. Trương Vận Quốc trong nháy mắt có loại cảm giác khuôn mặt rực rỡ chói mắt, theo bản năng thẳng tắp thắt lưng một chút, tuy rằng mình không có thành công bái nhập Cửu Huyền Môn, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng quen biết với La Vân Đạo Tôn. Các vị, ta giới thiệu cho mọi người, vị này là La Vân Đạo Tôn đến từ Cửu Huyền Môn. Trương Vận Quốc đột nhiên nghĩ đến cái tên tiểu quán Tinh La, sau đó giật mình, chợt nói, đồng thời còn ỷ hà người sáng lập Tinh La Môn. Mọi người hẳn cũng là đệ tử Tinh La Môn đi. Câu nói cuối cùng,
Trương Vận Quốc nói với ông cháu Mạc Nhàn. Về phần Sở Trần, Trương Vận Quốc cũng còn chưa nhìn ra hắn đến từ đâu, hôm nay cả ngày đều bị Sở Trần mang đến chấn động, La Vân Đạo Tôn xuất hiện, làm cho Trương Vận Quốc cảm giác có thể mượn thế tăng lên một chút cốt cách của mình. Đệ tử Tinh La Mạc Nhàn, bái kiến La Vân Đạo Tôn. Tuổi tác của Mạc Nhàn tuy rằng cùng La Vân Đạo Tôn không chênh lệch bao nhiêu, nhưng phần tu vi đều khác nhau một trời một vực. Mạc Vô Ưu cũng vội vàng hành lễ, đệ tử Tình La Mạc Vô Ưu, bái kiến tổ sư gia. Không cần phải quá câu nệ, La Vân Đạo Tôn khoát khoát tay áo, đi tới trước mặt Sở Trần, cười hắc, đại sư huynh, anh dĩ nhiên còn chưa trở thành võ đạo tông sư a. Còn người Trường Vận Quốc trong nháy mắt trợn to tròn vo. Tựa như bị sét đánh, không nhúc nhích, môi run rẩy, ra, sư huynh, được La Vân Đạo Tôn xưng là đại sư huynh, điều này đại diện cho thân phận gì? Trương Vận Quốc không dám tưởng tượng, không đợi Sở Trần trả lời, La Vân Đạo Tôn đánh giá Sở Trần một phen, cảm thán nói, nhưng, đại sư huynh căn cơ vững chắc rất nhiều, không nhầm tiểu phu mài đao, đại sư huynh ta thật sự quá vững vàng. Sở Trần, nếu không phải bị chấn hồn phù vây khốn nằm năm, lấy thiên phú của hắn, thời gian 5 năm bước vào võ đạo tông sư, tuyệt không phải việc khó, đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu La Vân Đạo Tôn cảm thấy kỳ quái, có điều. La Vân Đạo Tôn sau đó cũng bổ não mình, Sở Trần có nguyên nhân không đột phá. Quá vững vàng, mỗi bước mỗi dấu chân, dù chưa đột phá tiên thiên nhưng cảnh giới quá vững rồi. Ngay cả Mạc Nhàn, người vốn đã biết thân phận của Sở Trần từ lâu, cũng không thể giấu được sự bàng hoàng khi thấy La Vân Đạo Tôn tôn kính Sở Trần đến vậy. Dù sao trong lòng đám người Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn chính là tín ngưỡng của Tinh La Môn, năm đó La Vân Đạo Tôn một tay sáng tạo Tinh La Môn. Lưu lại Tinh La kỳ thuật cùng Trích Tình Thủ, cuối cùng bái nhập Cửu Huyền Môn, lại vô tung ảnh. Mạc Nhàn liếc nhìn Sở Trần, chỉ cần dựa vào thân phận thiếu chủ của Cửu Huyền Môn, thì bối phận trong giới võ giả của Sở Trần đã cao đến mức dạo người. Mấy người người quay trở lại Tinh La tiểu điếm, Mạc Nhàn ở trước mặt La Vản Đạo Tôn một mực câu nệ không thôi, ngược lại vô mặt của Mạc Vô Ưu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù sao thì tiểu Vô Ưu cũng có ước mơ vĩ đại. Cô cũng thất sư đệ, sao đệ lại đột nhiên tới đây? Sở Trần hỏi, nhắc tới cũng trùng hợp. La Vân Đạo Tôn liếc nhìn Trương Vận Quốc ngồi bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, nói, đệ phụ trách kiểm tra nhập môn của Cửu Huyền Môn. Sau khi kết thúc, đệ vừa vặn muốn hạ sơn làm một ít chuyện, cho nên mới trở về Tinh La Môn một chuyến, lại được cho biết, Tinh Vân lệnh tại Thiền Thành xuất hiện. Ánh mắt La Vân Đạo Tôn rơi vào trên người Mạc Vô Ưu. Mạc Vô Ưu vội vàng lấy Tinh Vân lệnh ra, hai tay dâng lên. Tinh Vân lệnh hiện do Vô Ưu giữ. Hãy giữ cẩn thận, La Vân Đạo Tôn khuôn mặt mỉm cười nói, người thế nhưng là do Đại sư Huynh khâm điểm Tinh La Môn chủ, ta tin tưởng Đại sư Huynh sẽ không nhìn lầm người. Dừng một chút, La Vân Đạo Tôn đánh giá Mạc Vô Ưu, tư chất của ngươi không tồi, qua mấy ngày theo ta cùng về Cửu Huyền Môn đi. Cải gì, Trương Vận Quốc kinh hô một tiếng, cũng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, mặt mo một cay, ánh mắt mang theo ước ao ghen tị mà nhìn Mạc Vô Ưu. Hắn lao tâm khổ tứ vẫn không thể chạm tới cánh cửa của Cửu Huyền Môn, Mạc Vô Ưu chỉ cần một lời nói của La Vân Đạo Tôn là cổ thể giặt chân lốn thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Giữa người với người, thực sự có sự khác biệt lớn như vậy sao? Sở Trần cũng hơi kinh ngạc liếc nhìn La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn đắc ý cười một tiếng, đại sư huynh, ta có một danh ngạch nha. Cửu Huyền Môn không cho phép tùy tiện đưa người tiến vào, đối với một số danh ngạch đặc thù. Trong hoàn cảnh đặc biệt như có công với Cửu Huyền Môn sẽ ban thưởng cho một số danh ngạch nhất định, tiểu Vô Ưu, em thật may mắn. Sở Trần cười nói với Mạc Vô Ưu, có thể ở tuổi này tiến vào Cửu Huyền Môn tu hành, ngoại trừ hậu duệ trực hệ của Cửu Huyền Môn, truyền nhân bên ngoài quá ít. Mạc Nhàn hào hứng kích động nhìn Mạc Vô Ưu, quả thực giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống chúng Mạc Vô Ưu. Vô Ưu, Mạc Nhàn hô một tiếng, Mạc Vô Ưu hoàn hồn lại. Ánh mắt nhìn Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, ở Cửu Huyền Môn, em có thể nhận được sự dạy dỗ tốt nhất. Mạc Vô Ưu trầm tư, cô tự nhiên rõ ràng, Cửu Huyền Môn là thánh địa của kỳ môn mà người người ao ước muốn vào. Đối với cô, đây là cơ hội ngàn vàng khó mua. Một lúc sau, Mạc Vô Ưu nhìn về phía La Vân Đạo Tôn, vậy ông nội đệ tử có thể đi không? Nghe vậy, Mạc Nhàn nín thở, nhịp tim của ông tăng nhanh. Một người đắc đạo. Gà chó cũng thăng thiên, nếu ông ta thực sự có thể tiến vào Cửu Huyền Môn nhờ phúc khí của cháu gái mình, dù là không chiếm được cao nhân Cửu Huyền Môn chỉ điểm, chỉ cần bước vào Cửu Huyền Môn, mưa dầm thấm đất,
đối với kỳ môn tướng thuật của mình mà nói, đều có trợ giúp cực cao. La Vân Đạo Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ có thể đưa một người trở về, Mạc Nhàn thầm thờ dài, kỳ thật đây cũng là dự liệu của ông, lập tức khẽ mỉm cười, Vô Ưu, cháu cứ yên tâm đi theo La Vân Đạo Tôn trở về, ông nội có thể tự lo liệu. Ánh mắt Mạc Vô Ưu không giấu được vẻ thất vọng, ngẫm nghĩ một hồi, cô lắc đầu, con không muốn, con sẽ ở lại với ông nội. Trương Vận Quốc trong mắt trừng lớn, cơ duyên to lớn ập xuống đâu, còn không muốn sao? Trương Vận Quốc nhìn La Vân Đạo Tôn háo hức, hắn có thể đáp ứng đi mà không do dự. Đứa nhỏ này, Mạc Nhàn đang định thuyết phục Mạc Vô Ưu thì một giọng nói từ bên cạnh vang lên, tiểu Vô Ưu chỉ có Mạc lão là người thân, nếu để một mình cô ấy tiến vào cửu huyền môn học nghệ, cái này cũng quá tàn nhẫn, thất sư đệ, người vẫn là mang Mạc lão trở về đi. Nghe vậy, La Vân Đạo Tôn gật đầu, vậy cứ quyết định thế đi. Mạc Nhàn choáng váng, cải chuyển hướng này một cách quá bất ngờ. Không phải La Vân Đạo Tôn vừa nói chỉ có thể mang theo một người vào trong cửu huyền môn, sao lại đột nhiên mang thêm một người nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lúc Mạc Vô Ưu cao hứng, ông cũng nhìn về phía La Vân Đạo Tôn với vẻ nghi hoặc. La Vồn Đạo Tôn mỉm cười, kỳ thật ta chỉ có thể đưa một người trở về cửu huyền môn, nhưng lời của Đại Sư Huynh thì lại khác. Trong lòng Trương Vận Quốc run lên. Khi hắn xem xét kỹ lưỡng ý tứ câu nói của La Vân Đạo Tôn thì lại khác. Chỉ cần Sở Trần gật đầu, hắn cũng có thể tiến vào cửu huyền môn. Trương Vạn Quốc nhìn Sở Trần với ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Chỉ cần một mực ôm đùi Sở Trần, nhất định có thể tiến vào cửu huyền môn. Sau đó, Sở Trần mời La Vân Đạo Tôn trở về Tống gia, Trương Vạn Quốc theo sau, đi theo còn có Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần, khuôn mặt của Dương Tiểu Cần được che bằng khăn che mặt. Trương Vận Quốc đã có nhiều đóng góp cho Tống gia nằm năm qua, hắn có địa vị rất cao trong Tống gia, khi nhìn thấy Trương Vận Quốc đối với vị La Vân Đạo Tôn này tất cung tất kính, trong lòng người nhà Tống gia tất cả đều âm thầm kinh hãi, nhị ệ tinh chào hỏi La Vân Đạo Tôn. Đêm yên tĩnh, bên cạnh hồ Tống, Mai Hoa Thung, Đại Sư Huynh, uống rượu, La Vân Đạo Tôn ném cho Sở Trần một vò rượu, nắm năm không có uống qua túy tiên nhưỡng của cửu huyền môn đặc chế đi. Sở Trần nhận lấy, nhấp một ngụm. Cảm thán nói tới đệ có thể không tin, ta mẹ nó đem mình phong ấn nãm năm. Sở Trần đem sự tình mình nghiên cứu trấn hòn phù bị phong ấn linh hồn nói ra. Thật lâu, khóe miệng La Vân Đạo Tôn co giật dữ dội, huynh cứ như vậy làm con tại thiền thành nam nãm như thế này. Sở Trần ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng, đồng thời, ta cũng đã tìm được chân ái của mình. Đường đường là cửu huyền môn thiếu chủ, kinh thành sở đại thiếu gia, lại tại thiền thành làm ở rể nãm năm. La Vân Đạo Tôn giờ khóc giờ cười, cái này nếu là truyền ra ngoài, ai dám tin tưởng. Sở Trần tức giận liếc nhìn La Vân Đạo Tôn, ta cũng không thể tin được, ta dòng dã biến mất năm nãm, mặc kệ là cửu huyền môn hay là sở gia, đều không có ý tứ tìm ta. Khục, La Vân Đạo Tôn nói, huynh cũng biết, người trong nhà huynh xưa nay sẽ không hỏi đến tu luyện của huynh tại cửu huyền môn, mà người cửu huyền môn. Đều cho là huynh đã sớm về nhà, trước khi đệ rời đi. Sư phụ còn ở trước mặt ta mắng huynh, nói huynh vừa trở về liền y không có nửa điểm tin tức, quả thực không đem sư phụ để ở trong lòng. Sở Trần, người không tìm, ta không tìm, tốt nha, Sở Trần ta, không có nhà. Nửa đêm bên hồ Tống, trên Mai Hoa Thung, Sở Trần xác định mình không có nhà. La Vân Đạo Tôn lúng túng cười ngượng ngùng, sở ra không biết Sở Trần xuống núi 5 năm trước ngược lại là chuyện bình thường, nhưng các cao nhân ở kỳ môn kia nhất định có thể tỉnh được một chút cảnh ngộ của Sở Trần. Nhưng 5 năm qua tới nay chưa từng có ai đề cập qua, khẳng định có thâm ý khác. Đương nhiên, để Sở Trần tổng kết lại, hắn vẫn là không có nhà. Sự oán hận trong lòng của Sở Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh, người đeo mặt nạ vừa rồi có lai lịch gì? Tại sao Huynh muốn ta thả hắn đi? La Vân Đạo Tôn không chút biến sắc rời đi chủ đề, bằng không, Sở Trần nhả rãnh lên mấy vị cửu huyền môn kia, hắn không biết phải làm như thế nào tiếp. Sở Trần dám nhả rãnh. Hẳn không dám, nói ra rất dài dòng, nói ngắn gọn, Sở Trần dừng lại, tốt hơn hết là không nên nói. Khóe miệng La Vân Đạo Tôn co giật dữ dội, ngươi có chắc hiện tại hắn vẫn chưa rời thiền thành không? Sở Trần hỏi, ta ở trên người hắn đã lưu lại cửu huyền truy hương tán, chỉ cần hắn còn trong phạm vi 50 cây số, nhất định không thể bỏ trốn sự theo dõi của ta. La Vân Đạo Tôn tự tin nói, được rồi, để hãy để mắt tới hắn xem hắn trở về Dương Thành. Ý cùng ai liên lạc. Y Sở Trần nói,
Tốt nhất là xem hắn dưới cái mặt nạ này là bộ dạng gì, đến tột cùng là khuôn mặt gì, như thế nào lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cứ để hắn biến mất vào bóng đêm vĩnh viễn đi. La Vân Đạo Tốn gật đầu, một lúc sau mới nói, vạn nhất hắn một mực không rời khỏi thiền thành thì phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể đi ra 7 ngày. Sẽ không, Sở Trần nhìn mặt hồ phẳng lặng vào ban đêm, một viên sỏi chìm xuống, trong lòng hiện lên những gợn sóng vô hình, Tiêu Mặc rời khỏi Vĩnh Dạ, Dương Thiều Cần thoát khỏi huyễn thần cổ khống chế, người điều khiển kế hoạch phía sau, sự việc bị phá hư, cục diện vốn đang bình tĩnh, dã lên gợn sóng, mà lại hiện tại Vu Thần môn chủ giả mạo bị mất tích, đối với bọn hắn mà nói, sự tình cổ chút không thể khống chế, bọn hắn tuyệt đối sẽ có hành động. Ta sẽ để mắt đến hắn ta. La Vân Đạo Tôn nói, do dự một lúc, nhưng vẫn tò mò nhìn Sở Trần, đêm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra dài dòng, Sở Trần vừa mở miệng, sắc mặt La Vân Đạo Tôn đã tối sầm, ta đi đây. La Vân Đạo Tôn xoay người biến mất trong đêm đen. Sở Trần ngồi trên Mai Hoa Thung một hồi, điện thoại đột nhiên rung lên. Tiểu Thu, thế nào? Sở Trần trả lời cuộc gọi của Tống Thu. Anh rể. Em cùng Kiều Tiền Bối mang theo Vu Thần môn chủ giả mạo đi vào thành phố Tân Hải, nơi này cách Thiền Thành hơn 200 cây số, Vu Thần môn chủ chân chính không thể tìm ra phương hướng, sẽ không dễ tìm chúng ta, Tống Thu nói. Sở Trần gật đầu, tốt lắm, vậy hắn có nói gì không? Hắn ta chỉ lo lắng cho tính mạng của vợ và con mình, hắn nói cho chúng tôi biết vị trí chính xác của hang ố Vu Thần môn, vợ con hắn cũng ở đó. Lý Trấn cũng giải thích. Vu Thần môn vì nuôi cổ đã bắt giữ rất nhiều người dân thường ở Sơn Thôn. Tống Thu đưa điện thoại di động cho Kiều Thương Sinh. Kiều Thương Sinh trầm giọng nói, Vu Thần môn lần này làm việc ác đã chạm tới cấm kỵ của giới võ giả. Ta nghĩ lấy danh nghĩa lĩnh Nam Dược Cốc bí mật khởi xướng một trận thảo phạt. Trong vòng 3 ngày, tiến công Vu Thần môn, để Vu Thần môn xóa tên tại giới võ giả. Trong 3 ngày, Sở Trần hơi ngạc nhiên trước hành động kiên quyết của Kiều Thương Sinh. Tất nhiên. Sở Trần cũng rất vui vẻ khi thấy điều này xảy ra. Cường giả tông sư duy nhất của Vu Thần môn Vu Thần môn chủ, hiện tại ông ta không có ở trong hang ố của Vu Thần môn, các ngươi có thể tấn công bất cứ lúc nào. Y Sở Trần nói, ván đè không lờn, còn nữa, tuy rằng Lý Trấn là Vu Thần môn chủ giả mạo bị ép làm việc, nhưng tay chân từ đầu tới cuối cũng không sạch sẽ, các ngươi không thể tin lời của hắn hoàn toàn, nhất định phải có chỗ đề phòng. Sở Trần giải thích xong vài câu, liền cúp máy điện thoại. Sở Trần vừa định rời đi, liền nhìn thấy từ xa có người tới gần. Nửa đêm canh ba, cậu cùng bà xã đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, sao lại chạy ra ngoài? Sở Trần nghi ngờ nhìn Ninh Tử Mặc, Sở Thúc không phải cũng tự mình ở bên ngoài sao? Một Ninh Tử Mặc đi tới, nhảy lên Mai Hoa Thung rồi ngồi xuống. Ta đang đợi cuộc gọi của Tiểu Thu, bọn họ đã đến thành phố Tân Hải. Sở Trần nói, ta đang chuẩn bị quay trở về đây. Sở Thúc, vết thương trên mặt của Tiểu Cẩm thật sự không thể chữa khỏi được sao? Ninh Tử Mặc nhịn không được hỏi. Đó là những vết sạo do huyễn thần cổ ăn mòn lâu ngày mà sinh ra, cho dù đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc khôi phục lại được, loại sẹo này ăn mòn đến huyết nhục linh hồn. Sở Trần đáp xong, nhìn Ninh Tử Mặc, cậu rất để ý sao? Là cô ấy rất để ý. Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi nhìn lên bầu trời với đôi mắt đen lấy, ta yêu cô ấy không quan tâm tới dung nhan. Nhưng cô ấy bởi vì tổn thương trên mặt, đêm nay liền gian phòng cũng không chịu để ta đi vào. Sở Trần, loại thương tích này, theo ta, trên đời có 2 người có thể chữa khỏi. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Sở Trần trầm giọng nói. Thần sắc Ninh Tử Mặc chấn động, vội vàng hỏi, 2 người nào? Bất kể tổn bao nhiêu tiền, ta đều có thể làm được. Một người là cốc chủ của lĩnh Nam Dược Cốc, giới võ giả gọi ông ta là lĩnh Nam Thánh Y. Sở Trần nói tiếp. Còn có một ngòi khác, không có danh tiếng gì, nói cậu cũng không biết. Ninh Từ Mặc nhíu mày, cốc chủ lĩnh Nam Dược Cốc. Vậy thì tôi sẽ đi cầu Kiều trưởng lão, hy vọng ông ấy có thể dẫn tôi đến cầu kiến cốc chủ lĩnh Nam Dược Cốc. Khụ khụ, Sở Trần nói, Tiểu Mặc, cậu không cần phải lo lắng vấn đề này, 2 người ta nhắc tới, đều là sư phụ của ta, khi nào thất đệ trở về, ta sẽ để hắn mang theo cổ ấy, còn về phần 2 vị sư phụ này của ta có ra tay hay không? Ta không dám hứa chắc. Ninh Tử Mặc 2 mắt đông cứng lại, nhìn Sở Trần. Hẳn chỉ biết Sở Trần là đệ tử của vị lâu gia tử kia của Ninh gia, nhưng không ngờ, Sở Trần lại có nhiều sư phụ như vậy, mà nghe ra, địa vị không nhỏ. Ninh Tử Mặc không tin rằng kẻ vô danh thứ 2 mà Sở Trần nói thực sự không nổi tiếng. Sở Thúc, cảm ơn Thúc,
Sở Trần vỗ vỗ vai Ninh Từ Mặc, thấm thía nói, cậu yên tâm, nếu có thể, chắc sẽ không để cậu phải đợi lâu, thất đệ trong 7 ngày nữa sẽ trở về. Ninh Từ Mặc mạnh mẽ gật đầu, vậy ta trở về ngủ đây. Sở Trần cười, bà xã ta không thể nào không cho ta vào phòng. Sở Trần sải bước ốc trở lại, bỏ lại Ninh Tử Mặc với vẻ mặt ai oán. Trở lại phòng khách nhỏ của biệt thự, nhìn phòng kia của Tống Nhan đang đóng chặt, Sở Trần giờ khóc giờ cười. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, hắn chính là chiếm hầm cầu. Không đúng, hẳn là rơi vào cây ngô đồng bên trên thần long, chờ đợi Phượng Hoàng dương cánh đón lấy. Đêm tối dần bao phủ, ngày càng có ít ô tô chạy trên đường, một chiếc xe rời Thiền Thành, lái chậm về phía Dương Thành. Đại sư huynh quả thần cơ diệu toán. Phía sau, La Vân Đạo Tôn đã bắt một chiếc xe, đi theo sau, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Có cửu huyền truy hương tán trên người đối phương, La Vân Đạo Tôn không hề lo lắng sẽ mất dấu kẻ đeo mặt nạ thanh lang kia. Một chiếc xe hơi màu đen phổ thông chạy vào một ngôi làng đô thị ở Dương Thành vào ban đêm, chiếc xe chậm chậm đậu bên cạnh một ngôi nhà lớn, đó là một biệt thự kiểu cũ của Tây Quan. Kẻ đeo mặt nạ thanh lang vẫn đeo mặt nạ, không nói một lời, đẩy cửa xuống xe. Quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng đi tới, lập tức gõ cửa phòng lớn, sau một lát, cửa lớn của ngôi nhà mở ra, một bà lão lưng còng ra mở cửa, vừa mở xong liền nghiêng người, môn chủ, mời vào. Chú ý xung quanh một chút, giám sát chặt chẽ mọi thứ. Người đàn ông đem mặt nạ thanh lang trầm giọng nói một câu rồi bước vào. Sau khi bà lão lưng còng đóng cửa lớn của ngôi nhà lại, bà ta nhìn ra ngoài qua một khe cửa được thiết kế đặc biệt. Sau gần 5 phút. Bà lão lưng còng không phát hiện ra điều gì bất thường mới xoay người rời đi, đồng thời tự lẩm bẩm, với thực lực vô đạo tông sư của môn chủ, muốn theo dõi môn chủ mà không bị phát hiện, cũng không dễ dàng. Bà lão lưng còng lại không biết, ngay lúc bà ta quay lưng rời đi, trong một góc khuất, trong bóng tối, bóng dáng của một lão giả mang đạo bào từ từ ẩn hiện, ngẩng đầu nhìn lên ngôi biệt thự cổ Tây Quan này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút dưới chiếc mặt nạ thanh lang này, đến tột cùng là khuôn mặt như thế nào. Thân ảnh lão giả đạo bào lóe một cái rồi biến mất. Biệt thự Tây Quan, bên trong phòng trà. Khi người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang bước vào, hắn ta ngay lập tức tháo mặt nạ xuống. Đó là một người đàn ông trung niên, mày rậm, lúc này sắc mặt u ám, Lý Chấn thất thủ bị bắt. Ta vốn định mạo hiểm tự mình ra tay giải quyết mấy tiểu tử kia, sau gió ngay lập tức rời khỏi hiện trường, cũng không có ngờ tới, ta cũng thất thủ. Ngồi đối diện với hắn là nam tử mũ khuôn mặt trắng bạch. Mặt mày không chút huyết sắc, ánh mắt toát ra khí thức băng lãnh âm trầm, ngón tay của hắn cũng rất trắng, rót một ly rượu cho người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang, nhị đệ, ta nhớ được, Thiền Thành hẳn không có tông sư đi. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nói Ninh Tử Mặc đá gặp vận may, nơi bọn họ ở tối nay là một nơi tên là Tinh La Tiểu Điếm, Tinh La Môn, là một trong số các kỳ môn, thế lực mờ nhạt, cũng không đáng chú ý, nhưng không ai có thể xem nhẹ. Người sáng lập Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn, chính là người tiến vào cửu huyền môn tu hành. Đêm nay, ta vừa lúc đụng phải La Vân Đạo Tôn trở về. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ thanh lang không khỏi thầm măng, đem những gì eo đã xảy ra vào đêm nay kể lại. Nam tử mặt trắng bạch kia tay cầm lị trà, đột nhiên dừng động tác, ý của ngươi là, La Vân Đạo Tôn một chiêu đả ép ngươi bước lui. Đúng vậy, đôi mắt của người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang lỏ lên vẻ sợ hãi mãnh liệt. Không hổ là tông sư từ cửu huyền môn đi ra, thực lực của hắn quá mạnh, sâu không lường được. Nếu như có người này làm dối, chúng ta rất khó tiến động tác thêm một bước nữa. Khuôn mặt nam tử mặt trắng âm trầm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang, vậy ngự ơi làm thế nào chạy thoát? Hắn ta không đuổi theo ngươi sao? Ta ném vài hạt sương mù màu đen rồi nhân lúc hắn không có phòng bị liền bỏ đi. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang cười, đại ca. Ta đánh không lại hắn liền thôi đi, chẳng lẽ trốn không thoát sao? Mà lại, vì để phong vạn nhất, ta đã ở lại Thiền Thành đợi mấy giờ, tận tới thời điểm này mới trở về, không khả năng sẽ có người theo dõi. Dù vậy, sau khi vào cửa tôi đã nhắc nhở bọn họ cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nên là như thế, nam nhân mặt trắng đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ thanh răng, ánh mặt cuối cùng rơi vào góc áo phía sau lưng người đeo mặt nạ thanh lang, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhị dệ. Ngươi thật qua loa, người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang đột nhiên đứng lên, chuyện gì vậy? Lập tức rời khỏi đây, nam tử mặt trắng nghiêm nghị nói, đi đâu cũng được, liền chuyển chỗ thôi. Tìm cơ hội đi thay quần áo trên người,
cho người khác mặc quần áo của ngươi đi chỗ khác đi, thậm chí là rời khỏi Dương Thành, ngươi hay đi tắm rửa, sau đó hẵng về nhà. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang hiểu ý, không khỏi mắng to một tiếng, cũng không dám ở lại nữa, vội vàng đi ra cửa đột nhiên, bước chân dừng lại quay đâu này, đệ đến Tinh La Tiếu Điếm nhưng không nhìn thấy Lý Chân, mà lại đệ cùng không cảm giác được có trong cơ thể hắn còn tồn tại, đệ cảm giác Lý Chân là cố ý rời xa, nhưng vợ con của hắn vẫn còn trong tay của chúng ta, hắn tuyệt đối không có can đảm chú ý chon. Điều đập lo lắng chính là, Lý Chân đã bị bắt đi. Hắn có thể hãy không đem hết sự tình mà hắn biết nói ra, ta sẽ giải quyết việc này, người mau lập tức rời đi. Nam từ mặt trắng thúc giục, vẻ mặt ảm đạm, một khi bị cửu huyền môn nhắm tới, người biết ý vị thế nào rồi đấy. Sau khi vội vàng đeo mặt nạ, nam tử đeo mặt nạ thanh lang rời khỏi phòng trà, đẩy cửa rời đi, người đàn ông mặt trắng cũng nhanh chóng ra mệnh lệnh, gọi bà lão lưng còng tới, ngữ khí mang theo sát ý nhàn nhạt, người tự mình đi một chuyến, chuyển đi vự con Lý Chấn. Tùy thời giữ liên lạc, nếu như có cái gì dị động, có thể trực tiếp đem bọn họ xử lý. Bà lão lưng còng gật đầu, đã hiểu. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang rời khỏi biệt thự Tây Quan, một bóng người ẩn hiện trong bóng tối cũng lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, không người phát giác. Vào sáng sớm, Trương Vận Quốc đã dậy từ rất sớm, hay nói cách khác là đêm qua hắn mất ngủ. Sau khi thí luyện cửu huyền môn thất bái, Trương Vận Quốc ủa về thiền thành ủ rũ. Thách Thánh tìm được Cổng Trăm Chu Yên, Việt Nam Cổng vốn nghĩ sau khi cùng Tống La chào hỏi, liền đến cho Thanh Phong đạo trưởng ở Thanh Phong quan ẩn cư sinh hoạt, thật không nghĩ đến, mình rời đi ngắn ngủi mới một hái thẳng, Tống Ghía thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mệnh cách mỗi người Tống Ghía, hắn đều nhìn không thấu, mà con rể Tống Ghía nãm nãm làm đồ đần, đột nhẽn hơi lắc người trở thành cửu huyền môn đại sư huynh. Có vài lần Trương Vận Quốc cảm thấy mình đang mơ, nhưng sau khi tự tát mình vài cái, hắn lại thấy mình càng không thể ngủ được. Trương Vận Quốc đẩy cửa ra. Hắn đã quyết định nắm bắt cơ hội này, thực hiện ước mơ cả đời của hắn là tiến vào cửu huyền môn, có thể kiểm hạch của mình thất bại. Một nửa ước mơ của hắn đã bị phá hủy, cho nên nửa hy vọng còn lại của hắn chính là Sở Trần. Đại sư, ngài đến sớm vậy. Tô Nguyệt vừa đi ra liền nhìn thấy Trương Vận Quốc, sửng sốt một hồi, lập tức hưng phấn nói, đại sư, trong lòng ta có một nghi vấn, ngài có thể gieo cho ta một quẻ được không? Người đi chỗ khác, trong lòng Trương Vận Quốc thầm hét lên, muốn khóc không ra nước mắt. Bây giờ ở thiền thành không chỉ có Sở Trần, đại sư huynh của cửu huyền môn, mà còn có La Vận Đạo Tôn đại danh đại đỉnh, hến nơi nào dám tự nhận là đại sư. Đại sư thì không dám nhận, Trương Vận Quốc nói nhanh, phu nhân cứ gọi tối là Trương Đạo Sĩ, hoặc Trương Lão Đạo cũng được. Tô Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đại sư, đi ra ngoài một chuyến, lìa trở nên khiêm tốn a. Nhưng mà, bản lĩnh của ngài tôi biết, nếu ngài không xưng là đại sư, thì ai dám xưng đại sư? Trương Vận Quốc có một lời trong lòng không biết nên nói hay không? Khách sạn Hoàng Đình, Tiền Bộ Thiệu sáng sớm đã hẹn Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông. Hai chuyện, Tiền Bộ Thiệu đi thẳng vào vấn đề, thứ nhất, Điệp Ảnh thất thủ rồi, tối hôm qua y lúc chụp lén Sở Trần bị bắt, nhưng, hắn không có khai ra chúng ta, chỉ là ảnh chụp tối hôm qua đã bị Sở Trần tiêu hủy. Thật đáng tiếc. Vinh Đông thờ dài một tiếng, từ những bức ảnh trước đó, khả năng theo dõi của Điệp Ảnh chính là hạng nhất, muốn tìm một thám tử tư như vậy cũng không dễ dàng, thật sự là đáng tiếc, Sở Trần kia lại khôn khéo như vậy, ngay cả thám tử tư cấp bậc như Điệp Ảnh cũng có thể bị hắn phát hiện. Sở Trần ở thiền thành giả vờ ngu SI 5 năm, người này tảm cơ nhất định rất sâu, hơn nữa thực lực còn không kém, có thể phát hiện ra điện ảnh cũng bình thường. Diệp Thiếu Hoàng thở dài một hơi. Sau khi nếm qua mấy lần thiệt thòi trong tay Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng không dám có một chút xem thường Sở Trần, chậm rãi nở ý, chỉ dựa vào tư liệu trong tay chúng ta nắm giữ về Sở Trần, muốn đâm hắn một đao vào thời khắc máu chốt cũng không khó, hiện tại chúng ta cứ y chờ thời cơ. Vinh Đông nhíu mày, cử như vậy chờ. Chẳng phải là tiện nghi cho Sở Trần sao? Ván cược giữa Sở Trần và Tiền Lão gia, không phải là một thời cơ tốt sao? Diệp Thiếu Hoàng thân nhiên nói, chỉ cần Tiền thị đứng vững. Khỏng cho cái gọi là dược phẩm Bắc Trần một chút cơ hội, Sở Trần thua ván cược, sổ chặt vật rời khỏi thiền thành. Đến lúc đó, Sở Trần nếu quyệt nợ, chúng ta sẽ công khai tư liệu trong tay vào một tình huống cụ thể, để cái tên Sở Trần này, người người khỉnh bỉ. Đó là điều thứ hai tôi muốn nói. Tiền Bộ Thiệu cười lạnh, Tống gia cho rằng đã câu kết được với Hạ gia, có thể thâm nhập vào thị trường dược phẩm của Thiền A Thành, quả thực quá ngây thơ, thương hiệu bọn họ tựa hồ đã quên.
Hạ gia ở giới dược phẩm Dương Thành có chút thanh danh, nhưng nhiều nám như vậy, bánh ngọt Thiền Thành. Hạ gia cũng gặm không được nửa cái. Lúc này dây, dựa vào cái gọi là đua ớp, C phẩm Bắc Trần, đã muốn xé rách phòng tuyến của Thiền Thành. Nằm mơ a, có tin tức truyền đến, hôm nay chính là ngày dược phẩm Bắc Trần chính thức treo biển thành lập. Hoàng ca, chúng ta còn nên gửi chút chúc mừng cho bọn họ hay không? Làm vài thứ, ánh mắt Vinh Đông sáng lên. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm. Địa vị của Tống gia ở Thiền Thành nay không còn như xưa. Hạ gia cũng không dễ chọc. Đây là bước đầu tiên hai nhà Tống Hạ chính thức đi ra, nếu hôm nay chúng ta gãy sự, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Diệp Thiếu Hoàng nói, nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, có thể ngược lại khiến Sở Trần hoài nghi chúng ta đang ấp ủ động tác lớn gì. Hoàng ca tâm tư kín đáo, không bằng nghĩ biện pháp, thêm chút màu sắc cho việc treo biển của dược phẩm Bắc Trần. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu và Vinh Đông đều là chờ mong. Hạ gia phái Tam Thiếu gia Hạ gia phụ trách hạng mục này. Đại diện cho Hạ gia cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là để cho Tam Thiếu gia Hạ gia vô học kia rèn luyện một phen mà thôi. Hôm nay treo biển, theo tôi thấy, Hạ gia ngay cả nhân vật quan trọng cũng sẽ không xuất hiện. Vinh Đông nói, còn có Tống gia có thể lật đổ Hoàng gia, nguyên nhân trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, dựa vào thực lực của những tập đoàn gia tộc do Ninh gia cầm đầu. Tôi không tin, NSCMG tập đoàn gia tộc này sẽ lần lượt giúp Tống gia vô điều kiện. Khẳng định là có nguyên nhân chúng ta không biết, nói không chừng sau này cũng sẽ không giúp. Chậc chậc, Đông Từ, không nghĩ tới ơn lại có thể nhìn thấu đáo như vậy. Tiền Bộ Thiệu cân nhắc lời nói của Vinh Đông một chút, trước mắt sáng ngời, nóng lòng muốn thử, nối như vậy, hôm nay quả thật có thể làm vài chuyện. Thứ nhất là quấy rối dược phẩm Bắc Trần, thứ hai có thể xác minh suy đoán của Đông Từ một chút, đối với động tác tiếp theo của chúng ta cũng có trợ giúp. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Diệp Thiếu Hoàng. Đoàn thể ba người này vẫn do Diệp Thiếu Hoàng cầm đầu. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm một hồi, đôi mắt chợt xẹt qua hai đạo quang mang, nếu đã như vậy, hôm nay sẽ làm chút chuyện lớn, cho dược phẩm Bắc Trần một chút kinh hỉ. Y Sở Trần ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, lúc mở cửa phòng đi ra, ánh mắt Sở Trần bị kinh diễm một chút. Vẻ đẹp của Tống Nhan, cả thành công nhận, bởi vậy con rể ngốc này đã nhắm vào suốt thời gian qua, cũng có người cảm thấy nguyên nhân bắp cải tốt bị heo làm cong. Tống Nhan rất ít khi cố ý trang điểm cho mình, tự nhiên toát ra vẻ dịu dàng luôn có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Nhưng sáng nay, Tống Nhan tỉ mỉ trang điểm qua, trang điểm vừa vặn, một thân váy màu nhạt, nhìn qua có vẻ đoan trang, tuyệt mỹ. Sở Trần ngây người phục hồi tinh thần, nhịn không được đi tới, bà xã, em thật đẹp. Tống Nhan lườm anh một cái, anh định mặc như vậy ra ngoài sao? Ra ngoài, Sở Trần dừng bước, nghi hoặc nhìn Tống Nhan. Trong lòng đột nhiên trào ra một trận mừng như điên, theo đuổi vợ lâu như vậy, hiện tại bị theo đuổi ngược lại rồi sao? Tống Nhan tức giận nói, anh có thể đối với dược phẩm Bắc Trần có một chút quan tâm hay không? Hôm nay là ngày Bắc Trần chính thức treo biển. Sở Trần xấu hổ, tuy rằng tên Bắc Trần một nửa có anh, nhưng anh đối với hoạt một động của Bắc Trần thật đúng là chưa từng thật sự để ý qua. May mắn thay, tiểu Bắc cũng giống như ta. Sở Trần chỉ có thể ở trên người Hạ Bắc một chút cảm giác cân bằng. 10 phút sau, Sở Trần một lần nữa thay một bộ quần áo coi như chính thức ra cửa, lúc sắp đi tới biệt thự chính của Tống gia, Sở Trần nhìn Tống Nhan một cái, Tống Nhan nhẹ nhàng trần chờ một chút, kéo cánh tay Sở Trần lại. Hai người cất bước đi vào. Trần ca, anh rốt cục cũng tới a. Hạ Bắc sải bước đi tới, hăng hái, khi vũ hiên ngang, lấp lánh hữu thần, một thân Âu phục mặc phá lệ tao khí, ngược lại có vài phần hình tương công tử tuấn lãng, tất cả mọi người đều đang chờ anh. Chuẩn bị xuất phát thôi. Sở Trần, anh nhất thời quên mất, sau sự kiện Hạ Tam Thiếu gia ở quyền quán ngầm đó, liền thay lòng đổi triệt để, muốn làm một phen đại sự chứng minh mình. Sở Trần còn tưởng rằng Hạ Bắc chỉ là không kiên nhẫn, nhưng hôm nay thoạt nhìn, Hạ Bắc rõ ràng là tràn đầy năng lực. Đây là bước đầu tiên chính thức thực hiện trên con đường kinh doanh của Hạ Bắc. Sở Trần ngẩng đầu nhìn, không chỉ có Hạ Bắc, còn có Hạ Ngôn Hoan, Tống Tà Dương. Thậm chí là lão gia tử Tống Trường Thanh rất ít khi lộ diện, hôm nay cũng là một thân mặc trang phục nhà đường, thoạt nhìn là muốn tham dự nghi thức treo biển của dược phẩm Bắc Trần, áp trận cho Bắc Trần. Sau khi nhìn lướt qua toàn hội trường, Sở Trần lần nữa có chút xấu hổ phát hiện, anh mặc tùy ý nhất khụ, đi thôi. Sở Trần nói, Trần ca, tôi tin, sau ngày hôm nay, dược phẩm Bắc Trần nhất định sẽ phát triển nhanh. Hạ Bắc và Sở Trần sóng vai đi ra ngoài, một bên thể son sắt. Tràn đầy tự tin. Ấp quy trình hôm nay có cái gì? Sở Trần hỏi,
Hạ Bạc lập tức trả lời, sau khi đến công ty, có một nghi thức treo biển cắt băng khánh thành, đến lúc đó hẳn là sẽ có khách mời đến, sau đó mở một cuộc họp công ty, cuối cùng mời mọi người ăn cơm ở một khách sạn dưới lầu công ty cách đó không xa. Sở Trần gật đầu, đồng thời cũng có chút tò mò, đều mời người nào. Khách quý hôm nay có hai nhóm người, nhóm đầu tiên lấy danh nghĩa Tống gia mời giới tinh hoa từ mọi tầng lớp xã hội ở Thiền Thành, lấy danh tiếng của Tống gia trong khoảng thời gian này ở Thiền Thành, người mời, trên cơ bản đều sẽ hãnh diện đến. Hạ Bắc nói, tối hôm qua tôi xem qua danh sách, Trần ca anh biết, hẳn là gia chủ Tôn gia Tôn Siêu Lỗi, chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, Trần Khuôn Toàn, giọng điệu Hạ Bắc dừng một chút, cố gắng suy nghĩ một hồi, chính mình cũng có chút kinh ngạc nhìn Sở Trần, hình như hết rồi. Mấy ngày nay, Sở Trần chính là nhân vật làm mưa làm gió của cả Thiền Thành. Nhất y à trận đánh lật đổ hoàng gia, càng chấn động toàn thành. Con rể Tống gia, vàn võ song toàn. Đây đã là sự thật được công nhận trên toàn Thiền Thành. Nhưng mà, hiện tại Sở Trần cũng nhìn không được cẩn thận hồi tường lại một chút. Ở Thiền Thành mình có thể nói ra tên, về cơ bản tất cả đều là kẻ thù. Bạn bè thực sự không có nhiều, chỉ có thể trùng tên, cũng không quen thuộc. Dương Thành bên kia, Ninh gia hỏm nay sẽ có người tới sao? Tống ta Dương yếu đuối hỏi em mở câu. Lời nói của Hạ Bắc cũng nhắc nhở Tổng gia chủ, hiện tại Tống gia tuy rằng nhìn qua phong cảnh không gì sánh được, thế nhưng, cả thành đều là địch. Trước khi Tống gia hoàn toàn đứng vững, kẻ thù ở Thiền Thành không dám động đến Tống gia, nguyên nhân rất lớn, là kiêng kỵ gia tộc đệ nhất Thiên Nam sau lưng, Ninh gia. Ninh gia đối phó Hoàng gia lúc đó hung tàn thủ đoạn vô lý, trấn trụ tất cả mọi người ở Thiền Thành. Hạ Bắc giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn Hoan. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng nói, Hạ gia cùng Ninh gia vốn không cùng cấp độ, hôm nay trường hợp này, tùy tiện mời Ninh gia mà nói, sẽ bị chê cười. Không xỏ, Trần sau khi xuống xe, NSLN thoáng qua Kim Bãi Thành bên cạnh, đủng rồi, tòa nhà Kim Bãi hiện tại vẫn là của Hoàng gia sao? Anh nghĩ sao? Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, đương nhiên vẫn là Hoàng gia, nhưng, Kim Bãi Thành đã là sản nghiệp của Tống gia chúng ta, tòa nhà Kim Bãi ở chỗ này vị trí có chút bất tiện, giá trị của nó một mực giảm xuống. Đây cũng là điểm duy nhất tam thức ta bỏ sót lúc trước. Hạ Bắc tiếp lời nói, vốn định để Bắc Trần lựa chọn nơi tốt nhất ở Thiền Thành, nhưng ai ngờ, Kim Bãi Thành vừa rồi Hoàng gia bỏ ra số tiền lớn khai trương, trong nháy mắt liền đổi chủ. Thần sắc Hạ Ngôn Hoan ô úng có chút xấu hổ đẩy kính gọng vàng của mình một chút. Toàn bộ đại cục thương giới Thiền Thành, bị một Minh Sở Trần đảo loạn. Trong khoảng thời gian này, theo Hoàng gia ngã xuống, một ít tài nguyên vốn thuộc về Hoàng gia đều nhao nhao bị đám sói đã sớm nhìn chằm chằm chia cắt. Chiến tranh thương mại rồng như chiến trường. Một khi ngã xuống, muốn xoay người lại, tuyệt đối không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đớ đi tới lầu một của tòa nhà Kim Bãi. Sở Trần, chúc mừng. Một thanh âm sạch sẽ lưu loát, đi tới, vươn tay với Sở Trần. Sở Trần có chút ngoài ý muốn NSLN người tới. Con cháu Hoàng gia, Hoàng Tú Tú. Những người còn lại của Tống gia cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao hôm nay Tống gia có thể nói là lấy tư cách là kẻ chiến thắng đi tới tòa nhà Kim Bãi. Tòa nhà Kim Bãi mặc dù còn thuộc về Hoàng gia, nhưng con cháu Hoàng gia hẳn là đều có thể biết tránh không gặp. Hoàng Tú Tú đến rồi. Ánh mắt của cô Hữu Thần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh vươn tay về phía Sở Trần. Y cảm ơn, Sở Trần đưa tay ra. Trong số rất nhiều đệ tử Tống gia, án tượng của Sở Trần đối với Hoàng Tú Tú coi như không tệ. Lúc trước tức dân sỏng vào Hoàng gia, Hoàng Tú Tú chủ động đi ra nhắc nhở anh, dòng dạng, Sở Trần bầu chọn Lý Báo Đào, để cho Hoàng Tú Tú không dính líu đến ân oán giữa anh và Hoàng gia. Anh cô đâu? Sở Trần thuận miệng hỏi một câu. Hoàng Tú Tú trả lời, anh trai tôi đã trở lại sư môn học tập rồi. Sở Trần gật gật đầu, hàn huyên vài câu sau đó, đi tới cửa thang máy, Hoàng Tú Tú tự mình mở thang máy, đưa đoàn người Sở Trần đi vào. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Tiểu nhân đắc chí, bên cạnh Hoàng Tú Tú, người trung niên quản lý Hoàng kia phẫn nộ bất bình, nếu như không phải Ninh gia ở sau lưng chống lưng, hắn nhằm nhò gì a? Họ Hoàng Tú Tú quay đầu lại liếc mắt nhìn vị quản lý này, bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến tòa nhà Kim Bãi nữa. Quản lý Hoàng sửng sốt, không thể tin vào tai mình, tiểu thư tôi không muốn nghe bất cứ điều gì vô nghĩa. Hoàng Tú Tú trực tiếp rời đi, đồng thời lưu lại một câu, bất kỳ một nhân viên công viên của tòa nhà Kim Bãi cũng không thể lấy bất kỳ lý do bất hợp lý nào làm khó dược phẩm Bắc Trần, nếu không, trực tiếp thu dọn đồ đạc cút đi. Hoàng Tú Tú rõ ràng phát ra một tin hiệu,
lấy lòng Tống gia, có lẽ là nói, lấy lòng Sở Trần. Vừa rồi toàn bộ quá trình, Hoàng Tú Tú cũng không có nói chuyện với những người còn lại của Tống gia, Hoàng Tú Tú rõ ràng, người thật sự đánh bại Hoàng gia, là Sở Trần. Thang máy được lên tầng 21, cửa thang máy mở ra, Sở Trần và Tống Nhan dẫn đầu tay trong tay đi ra. So với lần trước tới Bắc Trần, hôm nay dược phẩm Bắc Trần tinh thần chấn phấn mạnh mẽ chờ xuất phát. Nhân viên Bắc Trần đã sớm chỉnh tề đứng thành mấy hàng hai bên hành lang bày đầy lãng hoa chúc mừng, có chút chật trội, sắp không bỏ xuống được. Sở Tổng chào, Sở Trần vừa mới đi vào, thanh âm đột nhiên đồng loạt vang lên. Sở Trần hoảng sợ, liếc mắt nhìn Hạ Bắc một cái, Hạ Bắc cười hắc hắc, loại chuyện này, người ở đây cũng chỉ có hắn làm ra. Quả nhiên, một giây sau, lại thanh âm đồng loạt vang lên. Hạ Tổng chào, dược phẩm Bắc Trần, hai vị lão tổng, Hạ Bắc, Sở Trần, trồng bao lì xì lớn, hôm nay tặng mỗi người một cái lấy may. Các nhân viên của dược phẩm Bắc Trần càng thêm tươi cười rạng rỡ, thanh âm cảm ơn Hạ Tổng, nối liền không dứt. Đoàn người Sở Trần đi tới văn phòng, những người bên ngoài bắt đầu bận rộn, đúng 10 giờ là thời điểm dược phẩm Bắc Trần chính thức được thành lập. Lúc này đã có tân khách lục tục đen Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc ở bên ngoài phụ trách chiêu đãi. Xin chúc mừng, cảm ơn, bát tự chân ngôn càng không ngừng vang lên, vợ chồng Tông Tà Dương cũng đi ra ngoài chào tân khách, Sở Trần đang cùng lão gia tử Tống ra uống trà. 9 giờ 40 phút sáng, lễ cắt băng khánh thành còn 20 phút nữa, cánh cửa thang máy mở ra, một cặp vợ chồng trẻ bước vào trong trang phục chính thức. Chị ba, anh rể, chúc mừng hai người. Hai vợ chồng này chính là em gái của Tống Nhan Tông Tình cùng với em rể Trương Kiếm. Bọn họ làm sao lại tới đây? Tô Nguyệt Nhàn khẽ nhíu mày một chút, nhưng, ở trước mắt bao người, cũng không tiện nói cái gì đi qua để cho vợ chồng Trương Kiếm tiến vào. Chị hai ở phía sau, hẳn là rất nhanh cũng đến. Tống Tình tươi cười đầy mặt, thần sắc Tống Tà Dương khẽ trầm xuống. Thời điểm Tống gia nguy nan nhất, hai con gái gả ra ngoài đều lựa chọn xem chừng, cùng Tống gia xóa sạch quan hệ. Sau khi Tống gia đạt được thắng lợi thương chiến, Tống Vân Tống Tình từng thử về nhà vài lần, đều đóng cửa, trong khoảng thời gian sau đó, các cô cũng không có xuất hiện nữa. Y nhưng hôm nay, trong nghi thức treo biển của dược phẩm Bạc Chan, các cô lại xuất hiện, hơn nữa còn phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, từng tiếng hô phá lệ thân thiết. Trong lúc nói chuyện, phía sau lại có thanh âm chuyên đến. Tôi đến trễ rồi, thanh âm đại tiểu thư Tống Nghĩa Tống Vân, kéo tay chồng Lâm Tín Bình đi tới. Lâm Tín Bình mặc một thân Âu phục, khuôn mặt mỉm cười, một đường đi tới còn chào hỏi khách khứa. Em ba, em rể, chúc mừng hai người. Tống Vãn kéo tay Tống Nhan cố gắng nở nụ cười, sau đó theo bản năng nhìn Sở Trần. Y Lâm Tín mỉm cười đứng trước mặt Sở Trần, chúc mừng Bắc Trần. Sau này ở thiền thành giữa Bắc Trần và Lâm gia hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn tôi ý có thể cam đoan, thuốc của Bắc Trần ở các hiệu thuốc lớn của Lâm gia nhất định sẽ rất bán chạy. Ánh mắt Tống gia đều rơi vào trên người Sở Trần. Chị em Tống gia vào lúc này xuất hiện, tâm tư rất hiển nhiên, các cô kết luận Tống gia sẽ không ở trước mắt bao người cho các cô sĩ diện. Dù sao, Tống gia dù có trách tội các cô như thế nào, đó cũng là chuyện của Tống gia, bày ra bên ngoài, sẽ rất dễ bị người ta chê cười. Thì hôm nay nghi thức treo biển của dược phẩm Bắc Trần được giới thương nhân thiền thành chú ý, hai nhà các cô xuất hiện, hơn gia tộc của các cô mà nói tương đương đều là chuyện tốt lớn. Cái này là nhược điểm. Khuôn mặt Tống lão gia tử có chút trầm thấp, chuyện chị em Tống Vãn Tống Tình ông cũng biết, suy cho cùng, vợ chồng Tống Tà Dương muốn gõ hai người con gái này một chút, nhưng không nghĩ tới, hôm nay các cô lại dùng phương thức như vậy để thu hút sự chú ý. Tống Tà Dương trong lòng tức giận, đồng thời cũng lo lắng nhìn Sở Trần. Hành động như vậy của hai người con gái, tùy thời đều có học giận Sở Trần. Vậy thì cảm ơn anh rể. Sở Trần đột nhiên nở nụ cười, cũng không có ý trách tội tức giận. 9 giờ 50 phút sáng, đếm ngược thoi áp gian 10 phút dược phẩm Bắc Trần chính thư C treo biển hành nghề. Cửa thang máy lần lượt mở ra, một đám khách khứa được mời đến, hai người Lâm Tín Bình cùng Trương Kiếm rất chủ động chiêu đãi tân khách. Sở Trần, Tống Nhan thấp giọng hô một chút, em cảm thấy có chút kỳ quái. Sao lại kỳ quái? Sở Trần hỏi, với tính cách của chị hai chị ba, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Tống Nhan nói, họ đều vô cùng sĩ diện. Nhưng bây giờ, anh biết. Sở Trần gật đầu, anh biết. Tống Nhan ngẩn ra, em đừng quên, anh am hiểu quan sát người. Sở Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Lâm Tín Bình xa xa, bất động thanh sắc nói, nếu như bọn họ chỉ là vì danh tiếng, liền để cho bọn họ ra,
nhưng mà, nếu bọn họ ôm tâm tư khác mà nói, Sở Trần không nói tiếp. Tống Nhan mím môi, con người nhìn về phía chị hai chị ba lúc này đang đứng bên cạnh Tô Nguyệt Nhàn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn, một đám người chậm rãi xông vào. Người cầm đầu trẻ tuổi Sở Trần cũng không xa lạ, từng ở tòa nhà Kim Bãi, Sở Trần tát hắn một cái. Thiếu gia dược phẩm Tiền Thị, Tiền Bộ Thiệu. Tiền Bộ Thiệu hiển nhiên cũng có chuẩn bị mà đến, mang theo gần 10 bảo vệ, tươi cười đầy mặt, vừa mở đi vào cửa liền chắp tay với Sở Trần, chúc mừng Sở Tổng, treo biển hành nghề đại cát giờ khắc này. Trong lòng không ít người cơ hồ đồng thời toát ra một câu nói, chồn chúc Tết gà, không có lòng tốt. Tiểu Bắc, vị này cũng là khách mời chúng ta mời tới sao? Sở Trần hỏi, Hạ Bắc lắc đầu, không mời mà đến, Sở Tổng sẽ không hoan nghênh chứ. Tiền Bộ Thiệu cười tủm tỉm nói, tất nhiên là không, Sở Trần xua tay nói, Tiểu Bắc, thường một bao lì xì. Được, Hạ Bắc đi qua, lấy ra một sấp bao lì xì, suy nghĩ một chút, rút ra một cái, cảm ơn đã đến chúc mừng ha. Tầm mắt Tiền Bộ Thiệu khẽ híp mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Lúc này, một thanh âm vang lên, Tiền thiếu gia đến Bắc Trần. Đây chính là làm cho nghi thức treo biển của Bắc Trần chúng tôi tăng thêm màu sắc, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Tín Bình cười đi tới, ở trước mặt Tiền Bộ Thiệu khom lưng lên, Tiền thiếu gia thật sự quá nể mặt rồi. Y Tống Nhan nhướng mày, than sắc Tống Tà Dương trực tiếp âm trầm xuống. Lâm Tín Bình cùng Tiền gia thông đồng một chỗ, giờ phút này hắn đổi khách làm chủ, những lời này, hiển nhiên khiến tư thái Bắc Trần cực thấp. Anh rể nói rất đúng, Tiền thiếu gia đến chính là khiến cho dược phẩm Bắc Trần chúng tốt thật vinh hạnh. Trương Kiếm cũng cười đi lên, Tô Nguyệt Nhàn trầm thấp mặt, liếc mắt nhìn Tống Vân Tống Tình một cái, tôi sinh hai người con gái tốt ha. Tống Vân nhìn Tô Nguyệt giật, cố gắng nở nụ cười, mẹ đừng hiểu lầm, Lâm gia trong khoảng thời gian này cùng Tiền Thị hợp tác tương đối mật thiết, cho nên bọn họ mới đi tương đối gần, không có ý gì khác đúng. Tống Tình cũng vội vàng tỏ thái độ, thiếu gia Tiền Thị đến, quả thật ngoài dự liệu của không ít người ở đây. Đánh cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia từ lâu đã được cả thành phố biết đến, dưới sự thổi phồng và phổ biến của những người quan tâm, theo dược phẩm Bắc Trần chính thức treo biển thành lập, hai phương đánh cuộc cũng sẽ bày ra trên bàn, tùy thời có thể phân ra thắng bại. Nhưng thiếu gia Tiền Thị không bảng chỉ tới, còn được hai vị con rể em mờ khác của Tống gia nhiệt tình tâng một người được một mùi không tầm thường. Kế tiếp lại có mấy đợt người, đồng dạng là không mời mà đến. Diệp gia, Diệp Thiếu Hoàng, Thái tử gia tập đoàn Vinh Thị, Vinh Đồng. Còn có mấy vị nhân vật lớn trong giới thương nhân Thiền Thành qua lại thân thiết với bọn họ, đều là người không mời mà đến. Chúc mừng Bắc Trần, xin chúc mừng, tất cả mọi người bước vào câu đầu tiên là một giọng nói chúc mừng. Nhưng người có mặt càng nhận ra một mùi thuốc sủng tiềm ẩn đang ấp ủ, giờ lành đã đến, bắt đầu chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành. Sở Trần kéo tay Tống Nhan, đi về phía trước, ánh mắt Lâm Tín Binh và Trương Kiếm liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đi lên. Đứng ở một bên khác của Sở Trần. Lâm Tín Binh, Trương Kiếm, hai người hồ nháo cái gì? Tống Tà Dương rốt cục nhịn không được, kiềm chế lửa giận, khẽ quát một tiếng. Lâm Tín Binh quay đầu lại, cười cười nói, cha, hôm nay là ngày cao hứng như vậy, ba người chúng con cùng là con ri tong ra, cùng nhau cắt bảng khánh thành Bắc Trần, nhất định sẽ trở thành một chuyện lý thú trong giới thương mại Thiền Thành. Tống Nhan nhìn Sở Trần, từ đầu đến cuối, Sở Trần đều không lên tiếng. Tống Nhan cha rằng, cái này cũng không giống tính tình Sở Trần, người này chỉ sợ là đáng chờ ấp ủ động tác lởn gì đó. Nhưng một lão tổng khác của Bắc Trần đã nhịn không nổi nữa, Hạ Bắc cười lạnh đi lên, quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hai người các người có tư cách gì đứng ở vị trí này. Lời vừa dứt, Tiền Độ Thiệu cách đó không xa lại dẫn đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hạ thiếu gia uy phong thật lớn của, Tiền Bộ Thiệu nhẹ nhàng cười nói, khi nào ngay cả chuyện Tống gia Hạ thiếu gia cũng có thể quản. Con rể Tống gia Sở Trần, Lâm Tân Bình và Trương Kiếm cũng vậy, nếu hôm nay cùng cắt băng khánh thành, cùng xuất hiện, tương lai nhất định có thể trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng trong lịch sử thương giới Thiền Thành. Lúc này Diệp Thiếu Hoàng cũng mở miệng, tôi nghĩ, Tống gia khẳng định cũng vui vẻ chứng kiến một màn lịch sử này. Hiện trường cũng có một vài phóng viên, lúc này tựa hồ cũng ngửi được mùi không tầm thường gì đó, nhao nhao giơ máy quay trong tay lên, tập trung ở trên người Sở Trần. Quyền quyết định của Tống Gia Nam ở vị con rể ở rền này, điểm này, ở Thiền Thành đã không còn là bí mật gì. Vinh Đông cười nửa miệng nhìn Sở Trần, trong lòng vô cùng đắc ý, làm Tin Bình cùng Trương Kiếm đến, có lẽ không có tác dụng quyết định gì, nhưng thân phận đặc biệt của hai người, nếu lợi dụng,
liền có thể ác tâm Tống gia một chút, giống như hiện tại, trước mắt bao người, Tống gia nhất định không dám đem chuyện xấu trong nhà khuếch đại, càng không dám đưa tin xấu tiểu cực khi Bắc Trần vừa mới treo biển, lựa chọn duy nhất của Tống gia chính là nuốt vào một ngụm khi nghẹn khuất này, để cho ba vị con rể cùng nhau cắt bảng khánh thành. Vinh Đông quá móng chờ hình ảnh đó, Sở Trần dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt đảo qua mấy người Vinh Đông, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Tin Bình, thử cho tôi nói thẳng, tiểu Bắc nói rất đúng, các người thật sự không có tư cách cắt băng khánh thành dược phẩm Bắc Trần. Thanh âm ào ào vang lên, đám người Tống Trường Thanh trong lòng đều không khỏi chấn động. Sở Trần thật đúng là không sợ ở trước mặt toàn thành cùng hai người Lâm Tín Bình trở mặt. Các phóng viên xung quanh dường như ngửi thấy mùi cá sấu đẫm máu, điên cuồng chụp lại một màn này. Có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay, nhất định chín é bị một ít người có tâm điên cuồng rêu rang truyền bá. Sở Trần thật sự kiêu ngạo, ba chị em Tống gia, Tống Nhan chỉ là thứ ba, Sở Trần suy cho cùng cũng CSL là một con rể, không ngờ lại bành trướng đến mức này. Tốt xấu gì cũng là thời khắc toàn thành chú ý, không cho Lâm Tín Bình một chút mặt mũi a. Tiếng thì thầm liên tiếp vang lên, ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng mang theo vài phần khiêu khích châm chọc nhìn Sở Trần. Hôm nay họ đến đây để gây sự, nắm tay Sở Trần rất cứng rắn được xưng là Nam Quyền Tông Sư, nhưng trường hợp hôm nay, cũng không có ai cùng hắn đánh nhau. Khuôn mặt Lâm Tín Bình âm trầm vài phần, Trương Kiếm ở một bên đã nhịn không được mở miệng, Sở Trần, cậu nói cái gì? Đủ rồi, Tống Trường Thanh khẽ quát, lui ra. Tống Trường Thanh không muốn nhìn thấy nghi thức treo biển cắt băng khánh thành của Bắc Trần trở thành nơi người phụ nữ đanh đá chửi bới, làm cho người ta cơ tá cười. M. Lâm Tín Bình cùng Trương Kiếm cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau một chỗ, ở Tống gia nhiều năm qua, Tống lão gia tư là quyền uy. Tiền bộ Thiệu ho nhẹ một tiếng, Lâm Tín Bình tựa hồ lập tức nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt trở nên do dự, nhưng, cũng chỉ là trần chờ vài giây, lập tức liền cắn răng đứng ra, tôi chính là không phục những lời nói này của Sở Trần, suy cho cùng, dược phẩm Bắc Trần bất quá chỉ là một cái vỏ rỗng vừa mới treo biển thành lập. Ngay cả một sản phẩm công ty đàng hoàng cũng không có, mà tôi thân là con trai Lâm Nghĩa, tôi không có tư cách cắt băng khánh thành cho Bắc Trần. Anh Bình nói đúng, Trương Kiếm cũng nói theo, em ba, em thật nông nổi a. Một không ít người nhao nhao toát ra vẻ mặt hưng phấn. Trong khoảng thời gian này Tống gia ở Thiền Thành cường thế cỡ nào, tiếp quản tòa nhà Kim Bãi, khiến cho Tống gia lập tức phát triển nhanh. Hôm nay ăn dưa Tống gia này, làm cho không ít người hưng phấn không thôi. Khóe miệng Diệp Thiếu Hoàng rốt cục nhếch lên, đây là hiệu quả mà hắn muốn NSLN thấy. Làm cho nghi thức treo biển Bắc Trần náo loạn, ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm Sở Trần. Ập chính tên này đã khiến hắn nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng giờ khắc này, Diệp Thiếu Hoàng đã lấy lại cảm giác tự tin bày mưu tính kế đớ lâu không có. Hắn cảm thấy mình có thể tùy thời nắm bắt được Sở Trần. So sánh với hắn, Sở Trần chỉ ở tầng thứ nhất. Nam Quyền Tông Sư, một vô phu thô bỉ mà thôi. Tô Nguyệt Nhàn lúc này khuôn mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tống Vân Tống Tình, ý của hai con sao. Tống Vân Tống Tình ánh mắt nhìn nhau một cái. Mẹ, Tống Vân nói, để cho Sở Trần lui một bước không phải là tốt rồi, Tín Bình cùng Trương Kiếm lại không có ác ý. Ta không phải mẹ con, làm Tín Bình lạnh lùng nhìn Sở Trần, như thế nào? Không còn gì để nói sao? Sở Trần giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 5 phút, lập tức nói với Hạ Bắc, chuẩn bị cắt bàng, đừng lỡ giờ. Không để ý tới ỷ Lâm Tín Bình. Lâm Tín Bình có loại cảm giác một quyền đánh vào trong không khí, phẫn nộ đi lên, vừa định nói chuyện. Tôn gia chủ tới, đột nhiên có người mở miệng. Tôn Siêu Lỗi còn chưa tới đã cười rộ lên trước, ha ha, cũng may tới kịp, thật ngại quá, kẹt mũ xe. Tôn Siêu Lỗi sải bước đi về phía Sở Trần, Sở Thiếu, chúc mừng. Không ít người kinh ngạc. Tuy rằng bên ngoài có lời đồn Tôn gia cùng Tống gia quan hệ không ít, nhưng ít người nghe qua, Tôn gia chủ đều chính miệng gọi vị con rể Tống gia này một tiếng, Sở Thiếu. Sau khi Hoàng gia ngã xuống, Tống gia thuận thế quật khởi, nhưng Tôn gia cũng mượn thế mà đứng yên, vốn là gia tộc số 1 số 2 Thiền Thành, hiện giờ mơ hồ có ý trở thành hào môn mới đệ nhất Thiền Thành. Sở sư phụ, Tôn Tiểu Nguyệt đi theo Tôn Siêu Lỗi cũng hô to một tiếng. Sở Trần cùng Tôn Siêu Lỗi bắt tay, khuôn mặt mỉm cười. Sở Trần, cậu cũng quá không có ý tứ, hôm nay ngày như vậy, cậu dĩ nhiên không mời tối. Một đạo thanh âm lại vang lên ở cửa Hoàng Phủ, Hòa Ngọc cười tủm tỉm đi tới, cũng may cái chỗ này cũng rẻ tìm, chúc mừng cậu. Thì ra là Hạ Ảng Phủ Minh Chủ. Sở Trần mỉm cười đưa tay, hoan nghênh.
gia tộc Hoàng Phủ Dương Thành, chuyên gia thương giới. Đồng từ đám người Diệp Thiếu Hoàng hơi co rụt lại, các nhân vật liên tiếp xuất hiện, cơ hồ khiến tất cả mọi người tự động bỏ qua Lâm Tín Binh và Trương Kiếm. Tôi cũng đến góp vui. Một đạo thanh âm thanh ngọt truyền đến, người phụ nữ tư thái cực đẹp, hai mắt phảng phất phiếm hoa đào câu hồn nhiếp phách. Hạ Bắc Thần Tám Ác vui vẻ, có chút khó có thể tin, kinh hỉ hô lên, chị Đào. Trong đám người có người nhận ra cô, nhẹ nhàng hô lên, đây không phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Quang Minh sao? Tập đoàn Quang Minh Dương Thành, hết sức quan trọng, không thể nghi ngờ, những người này xuất hiện đều là chống đỡ cho Sở Trần. Bọn họ đều đi thẳng tới Sở Trần. Ngoài cửa, lại có hai người bắt tay đi tới, thanh niên tuấn lãng bất phàm, nữ tử mặt đeo lụa mỏng, che mặt. Ánh mắt mọi người tò mò nhìn qua, Sở Trần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ninh Tử Mặc cùng Dương Tỷ Ẻo cần lại tới. Tiểu Bắc, cậu nhận ra hắn không? Sở Trần cười khẽ hỏi một tiếng. Hạ Bắc đã sớm đánh giá Ninh Tử Mặc, một lúc lâu sau, có chút xấu hổ, vừa định lắc đầu, Hạ Ngôn Hoan ở một bên đã kinh hô một tiếng, anh ỉ à Ninh Tử Mặc, đi nước ngoài 5 năm giải thiếu gia Ninh gia. Lời vừa dứt, cả hội trường đều kinh hãi. Ninh Tử Mặc, đại thiếu gia Ninh gia. Đối với rất nhiều người ở Thiền Thành mà nói, có lẽ sẽ không có ấn tượng quá mức sâu sắc, dù sao Ninh Tử Mặc đã biến mất hơn 5 năm. Nhưng Hạ Ngôn Hoan ở Dương Thành mà nói, cái tên này, như sấm bên tai. Thân khoác lên hào quang chói mã của đại thiếu gia Ninh gia, vừa sinh ra dã nhất định không tầm thường, con đường trưởng thành của hắn đều là con đường viết lên truyền kỳ, bởi vì sự tồn tại của hắn, làm cho giới kinh doanh Dương Thành cùng thời đại thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Hắn cuối cùng cũng trở thành đứng đầu 10 công tử thiên nam, nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, ngay khi tài năng Ninh Tử Mặc đang mũ thịnh, Ninh gia lại đột nhiên tuyên y bo, phái Ninh Tử Mặc ra nước ngoài rèn luyện. Y lan này đi, chính là hơn 5 năm, đại thiếu gia Ninh gia biến mất tham dự lễ cắt bảng treo biển của dược phẩm Bắc Trần, Hạ Ngôn Hoan tuyệt đối có lý do tin tưởng, tin tức này sẽ truyền khắp Dương Thành trong thời gian rất ngắn. Giờ phút này đã có người cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn. Tin tức này thực sự là quá sốc đối với nhiều người. Nghe nói có tin tức năm đó đại thiếu gia Ninh bị phái đến nơi thuộc sở hữu quốc gia. Thì người phụ nữ bên cạnh Ninh Tử Mạc là ai? Tại sao không nhìn mọi người một cách trực tiếp, thần thần bí bí? Mặc kệ như thế nào, Sở Trần có thể dễ cho đại thiếu gia Ninh gia xuất hiện ở chỗ này, mặt mũi này cũng đủ lớn. Không chỉ có thiếu gia Ninh gia, còn có Hoàng Phủ Hòa Ngọc của gia tộc Hoàng Phủ. Hắn còn có một tầng thân phận là một trong những minh chủ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Ngoài ra, y còn có thiên kim của tập đoàn Quang Minh, chậc chậc, người chúc mừng Bắc Trần cũng không ít. Tôi đột nhiên muốn biết, hai vị con rể khác của Tống gia kia, còn dám công khai tự nhận mình có tư cách tham dự nghi thức cắt y bảng Khánh Thành. Sắc mặt Lâm Tín Bình và Trương Kiếm đã trở nên tối sầm. Bọn họ tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng ít nhất còn có một chút tự mình biết minh, ở trước mặt nhiều đại nhân như vậy. Bọn họ làm sao còn có dũng khí đi lên cắt băng Khánh Thành? Nếu như đi lên, vậy cũng không phải là gây sự, mà là đi lên tự lấy nhục. Hai ngò ý liếc nhau một cái, hực hững đứng sang một bên. Tiền Bộ Thiệu nhíu mày, nhịn khỏng được lại ho một tiếng. Hạ Bắc nhìn Tiền Bộ Thiệu, thần sắc lo lắng, Tiền thiếu gia có phải bị bệnh hay không, có muốn đi khám bác sĩ hay không? Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu noi giận, vừa định lên tiếng đã bị Diệp Thiếu Hoàng ngăn lại. Diệp Thiếu Hoàng lắc đầu về phía Tiền Bộ Thiệu, nghi thức cắt băng Khánh Thành kế tiếp thuận lợi tiến hành, Sở Trần còn mời Ninh Tù, Mặc Hoàng Phủ Hòa Ngọc, Giang Ánh Đào cùng Tôn Siêu Lỗi cùng tham gia cắt băng Khánh Thành. Đội hình này, ít nhất là ngày hôm nay, không ai dám thêu dệt chuyện này nữa. Sau nghi thức cắt băng Khánh Thành, Hạ Bắc chủ động đi tới, Giang Ánh Đào cũng tìm được cơ hội, nói chuyện riêng với Sở Trần, trong con ngươi toát ra áy náy, thực xin lỗi, tôi đã cố gắng rồi, nhưng mà... Về tư liệu bên trong Vĩnh Dạ, cha tôi một chút không chịu tiết lộ với tôi, ông ấy còn trực tiếp nói, bảo tôi không được dính vào bất cứ quan hệ gì với Vĩnh. Dạ, đồng tử Sở Trần nhẹ nhàng co rụt lại, Giang Ánh Đào cha không ra manh mối năm đó, anh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao chuyện này liên quan đến quan hệ lợi ích nội bộ gia tộc đệ nhất thiên nam, phía Vĩnh Dạ sẽ không dễ dàng tiết lộ. Thế nhưng, lấy thân phận của Giang thân, trực tiếp làm cho Giang Ánh Đào rời xa Vĩnh Dạ, có thể thấy được. Hắn mặc dù là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ, nhưng một số việc của Vĩnh Dạ cũng không nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Cho đến nay, Sở Trần biết người có liên quan đến năm đó, một người là Ninh Cốc Nham, một người là quản lý trương của Vĩnh Dạ.
không biết thất sư đệ tối hôm qua có thu hoạch gì. Sở Trần trong lòng trong lúc bất chợt nghĩ đến La Vân Đạo Tôn, anh sáng sớm hôm nay đi ra còn không có nhìn thấy La Vân Đạo Tôn. Sở Trần tin tưởng thực lực của La Vân Đạo Tôn, hắn theo dõi người đeo mặt nạ Thanh Lang, không ngoài ý muốn nhất định sẽ có thu hoạch. Không sao, làm phiền cô rồi. Sở Trần phục hồi tinh thần, cười cười, hôm nay cô đảo có thể nể mặt đi tới Bạc Trần, cảm kích vô cùng. Nhưng anh không nể mặt tôi, tốt xấu gì cũng là công ty của anh và Tiểu Bắc, vậy mà không mời tôi. Đôi mắt hoa đào ngập nước của Giang Ánh Đào nhìn chằm chằm Sở Trần, hừ nhẹ một tiếng, kiều mị mê người. Tôi là người có vợ. Sở Trần trong lòng yên lặng niệm một tiếng, nhìn không chớp mắt, sao là sơ suất của tôi, sau này lúc ăn cơm liền để cho Tiểu Bắc tự phạt ba chén. Hạ Bắc ở xa xa hắt hơi một cái, tội từ trên trời rơi xuống. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Ninh Tử Mặc đi vào, thấy trong phòng làm việc chỉ có hai người Sở Trần cùng Giang Ánh Đào, giật mình, lập tức nói, Sở Thúc, Tiếu Cẩn Noi không thích chỗ quá nhiều gờ người, cháu dẫn cô ấy trở về y trước. Ninh Tử Mặc dừng một chút, bổ sung một câu, quấy rầy roi. Ninh Tử Mặc không đợi Sở Trần trả lời, liền xoay người đi ra ngoài, còn vô cùng chủ động đóng cửa phòng làm việc lã ý Sở Trần. Giang Ánh Đào ngược lại cười, ngồi xuống sỏ pha, tư thái quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Sở Trần, từ tình huống hôm nay mà xem, kẻ địch của anh ở Thiền Thành còn không ít. Quy mô nhỏ, không đáng nhắc tới. Sở Trần trả lời, Giang Ánh Đào không khỏi đánh giá Sở Trần. Đối với cô mà nói, Sở Trần quả thật có rất nhiều hào quang thần bi, cô tra qua tư liệu của Sở Chan, biết Sở Trần ở tòa nhà Kim Bãi khai trương thịnh điển kinh ngò y, văn kinh Thiền Thành võ hám tông sư. Nhưng thân phận bối cảnh của anh, lại chỉ là một con rể ở rể của Tống gia. Đủ loại hành động của anh, Giang Ánh Đào đều có loại cảm giác nhìn không thấu. Tiền thị Thiền Thành, nhưng là gia tộc uy tín lâu năm có lịch sử trăm năm, bọn họ cũng không liên quan đến các ngành nghề khác. Nhưng ở phương diện dược phẩm, ở Thiền Thành, cho dù là từng là đệ nhất hào môn hoàng gia, cũng không cách nào lay động địa vị của bọn họ. Giang Ánh Đào nói, dưới địa vị bá chủ của Thiền Thị, nhiều năm như vậy, muốn phát triển ngành dược phẩm ở Thiền Thành, đều thất bại. Hạ gia mơ ước miếng bánh ngọt này ở thị trường Thiền Thành, muốn gặm một miếng, nhưng mà, tôi cảm thấy bọn họ càng nhiều cũng chỉ là muốn cho Tiểu Bắc rèn luyện một chút mà thôi, chỉ sợ sẽ không bỏ quá nhiều hy vọng. Cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền hơn. Anh dám nói, cùng Tiền thị đánh cuộc, chỉ là quy mô nhỏ. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, xem ra, cô Đào biết tôi cùng Tiền lão gia đánh cuộc. Giang Ánh Đào gật gật đầu, con người lóe sáng cùng Sở Trần liếc nhau, đối với người mình cảm thấy hiếu kỳ, dù sao cũng phải để ý. Vậy cô Đào nghĩ, tôi có thể thắng không? Sở Trần hỏi, Giang Ánh Đào nghiêm túc suy tư một hồi, mặc kệ là Ninh gia hay là Hoàng Phủ gia. Bọn họ ở lĩnh vực dược phẩm đều không có trọng điểm liên quan, cho nên, muốn chiếm được thị trường Thiền Thành, chỉ có thể dựa vào Tống gia cùng Hạ gia, thứ cho tôi nói thẳng, cơ hội anh thắng, quá mức xa vời. Giang Ánh Đào nhìn chằm chằm Sở Trần, cô tin tưởng, người đàn ông này nếu dám nói ra câu kia, nhất định sẽ có chuẩn bị. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch, khẽ mỉm cười, tôi tin tưởng Tiểu Bắc và Nhan Nhan, tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Ánh Đào, anh cũng đừng nói cho tôi. Chuyện của Bắc Trần, anh chưa từng để ý qua. Giang Ánh Đào suy nghĩ một chút về hoạt động gần đây của Sở Trần mình tra được, tựa hồ thật đúng là không có quan hệ với dược phẩm Bắc Trần. Trái tim của người này cũng quả lớn. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 20, văn phòng của dược phẩm Tiền Thị Ò, Kim Bãi Thành vừa vặn ở dưới tầng dược phẩm Bắc Trần. Không thể tưởng được, quan hệ giữa Sở Trần và Ninh gia lại tốt đến mức ngay cả đại thiếu gia Ninh cũng cho hắn chỗ dựa. Vinh Đồng oán hận nói. Đồng thời, ánh mắt cũng không tự chủ được hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống, chính mình cố chấp đối nghịch với Sở Trần như vậy, muốn vì chuyện tối hôm đó bị Sở Trần dẫm lên dưới chân mà ra một ngụm ác khí đến tột cùng có nên hay không. Thực lực của Sở Trần, mặc kệ từ bất kỳ phương mũ diện nào mà nói, đều hơn xa hắn. Ninh gia có thể vì Sở Trần không tiếc đại giới mà trọng thương hoàng gia, hiện tại đại thiếu gia Ninh gia xuất hiện, cũng không kỳ quái. Diệp Thiếu Hoàng trầm mặt, vốn định mượn tay hái vị con rể khác của Tống gia ác tâm Sở Trần một chút, không ngờ, kết quả vẫn là bọn họ chán nản rời đi. Từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan, Sở Trần phảng phất như mở cửa đánh đâu thắng đó, mà hắn, lần lượt bại bởi Sở Trần. Lúc này đây, vốn có loại cảm giác nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Trần hời hợt hóa giải. Trong lòng Diệp Thiếu Hoàng cũng dâng lên một tia vô lực. Không sao, Bắc Trần chính thức treo biển,
mới có nghĩa là trận chiến này thật sự bắt đầu. Thần thái của Tiền Bộ Thiệu tự tin, chỉ dựa vào Tống gia, cùng với tài nguyên của Hạ gia ở Thiền Thành, muốn phá vỡ khoảng trống, để bắt Trần tiến vào thị trường Thiền Thành, quả thực chính là si nhân nằm mơ. Nhưng bọn họ có Ninh gia, Vinh Đông lo lắng nói. Thị trường dược phẩm của Thiền Thành, có dược phẩm của Ninh gia không? Tiền Bộ Thiệu hỏi ngược lại một câu, cười nói, ngành dược phẩm không phải là muốn tham gia ỷ à có thể vào thị trường, Ninh gia trọng tâm không ở ngành dược phẩm, thị trường dược phẩm Thiền Thành, do Tiền thị định đoạt. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm một lả, gật gật đầu, từ giờ trở đi chúng ta phải tăng cường lực lượng, chuyển ước hẹn đánh cuộc của Sở Trần và lão gia tử nhà anh ra, để bắt Trần bị vạch trần. Đến lúc đó, bất kỳ hiệu thuốc nào ở Thiền Thành đều muốn đặt thuốc của Bắc Trần lên kệ, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có dám đắc tội với Tiền thị hay không. Và một điểm quan trọng nhất, khóe miệng Tiền Bộ Thiệu khẽ nhếch hỉ lên, ngành dược phẩm mấu chốt nhất, chính là tác dụng của thuốc. Bắc Trần muốn ra mắt loại thuốc này, vừa vặn đối đầu với sản phẩm mới sắp ra mắt của chúng ta, một công ty vừa mới treo biển hành nghề của hắn, có thể đấu với Tiền thị sao? Thiệu ca, đây chính là cơ hội duy nhất chúng ta có thể đánh bại Sở Trần. Vinh Đông nắm tay, lấy lại niềm tin. Trong tay chúng ta còn có một con át chủ bài lớn nhất, chính là thân phận cù á Sở Trần. Ánh mặt Diệp Thiếu Hoàng cũng một lần nữa lóe lên hào quang, chứng minh thư của hắn là giả, cũng chứng minh, Sở Trần căn bản không tồn tại. Nói không chừng, hắn là tội phạm bị truy nã không thấy được ánh sáng, cũng không có kỳ quái. Nghe vậy, ánh mắt Vinh Đông sáng lên, không sai. Thân phận thật sự của tên này, chúng ta phải điều tra thật kỹ, đến lúc đó, còn có thể cho cả thành một kinh hy lớn, sau khi ba người thương nghị một hồi, lại một lần nữa khôi phục lòng tin. Trận chiến này, tất thắng. Giữa trưa, dược phẩm Bắc Trần bày tiệc tại một khách sạn 5 sao bên cạnh tòa nhà Kim Bãi, trong giới thương mại Thiền Thành có không ít đại nhân vật có đầu có mặt, thậm chí không ít đại lão thương nghiệp quan trọng ở Dương Thành cũng tới. Sở Trần rõ ràng, đó là bởi vì đám người đại thiếu gia Ninh gia hiện thân trong nghi thức treo biển của dược phẩm Bắc Trần gây ra chấn động. Rất nhiều người chú ý đều tập trung vào đại thiếu gia Ninh gia. Mấy ngày trước nghe nói có người ở Vĩnh Dạ nhìn thay đại thiếu gia Ninh gia, tôi còn không tin, hiện tại xem ra, tựa hồ, vẫn là thật. Lời đồn đại thiếu gia Ninh gia ra nước ngoài vài nãm học thêm năm đó chính là thời đầm đại thiếu gia Ninh gia nổi tiếng. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại, đại thiếu gia Ninh gia quay về rồi. Nhưng mà, người bàn tán sôi nổi mặc dù nhiều, không ai nhìn thấy đại thiếu gia Ninh gia nữa, Ninh Tử Mặc đã sớm dẫn theo Dương Tiểu Cẩn rời đi. Tiệc rượu xong, Sở Trần cùng Tổng Nhan trở về Tống gia trước. Vừa mới vào đại sảnh đã nhìn thấy La Vạn Đạo Tôn đang vẽ tranh, Ninh Tử Mặc cùng Dương Tiểu Cẩn ở một bên chờ. Sở thúc, Ninh Tử Mặc nghe thay bước chân ngẩng đầu, hai người trở về rồi. Thất sư đệ đang vẽ cái gì? Sở Chan đi tới hỏi, La Vân Đạo Tôn đêm qua theo dõi đeo người mặt nạ thanh lang, đối phương thiếu kiên nhẫn, đi gặp một người. Ninh Tử Mặc nhìn La Vân Đạo Tôn nói, La Vân Đạo Tôn nói muốn vẽ chân dung hai người kia. Sở Trần gật gật đầu, nhìn qua, hình dáng khuôn mặt đã sắp thành hình, chúng ta vừa uống trà vừa chờ đi. Cũng chỉ có La Vân Đạo Tôn có bản lĩnh này, Tống Nhan nhìn không được cảm thán, liếc mề một cái liền có thể vẽ ra chân dung, bản lĩnh này quả thật xuất sắc. Nếu là người khác, đã sớm dùng điện thoại di động chụp lại. Sở Trần cũng cảm thán. Mọi người, thời gian mẩy chén trà, La Vân Đạo Tôn đã vẽ xong một bức tranh đó. Ninh Tử Mặc trước tiên đi lên chuyện năm đó có liên quan đến Ninh gia, trực giác nói cho hắn biết, bộ mặt nạ thật của người đeo mặt nạ thanh lang, cũng có liên quan đến Ninh gia. Đây là người đeo mặt nạ thanh lang. La Vân Đạo Tôn đưa bức họa, quá lâu không có vẽ tranh, có chút xa lạ, nhưng, cũng có bảy thành giống. Nếu như ậu gặp qua người này, nhất định có thể nhận ra hắn. Ninh Tử Mặc nhận lấy, ánh mắt nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt kịch liệt chấn động, thốt ra, làm sao có thể. Có vẻ như đây thực sự là người cũ của cậu. La Vân Đạo Tôn cung không có cảm thấy ngoài ý muốn, cầm lấy bút tiếp tục vẽ. Không cần đào, Ninh Tử Mặc lấy điện thoại di động ra, lật một hồi, tìm được một tấm ảnh, có phải là ngươi này hay không. La Vân Đạo Tôn nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Đều là người Ninh gia. Sở Trần đi tới, hỏi một tiếng. Một lát sau, Ninh Tử Mặc chậm rãi mở miệng, một người tên là Ninh Quân Hà, một người tên là Ninh Quân Tiếu. Bọn họ có quan hệ gì với anh? Dương Tiểu Can nhịn không được hỏi. Ninh Tử Mặc trầm giọng nói, Ninh gia là đại gia tộc, chi nhánh đông đáo, không phân biệt chủ thử,
các đời gia tộc đều là người có năng lực mới chiếm được. Thế hệ của cha anh, có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ nhất có hai người, một người là cha anh, Ninh Quân Ngạn, một người là chú họ của anh, Ninh Quân Tiếu. Người thứ hai chính là người đeo mặt nạ Thanh Lang tối hôm qua đi tìm. Mà người đeo mặt nạ Thanh Lang Ninh Quân Hà, chính là em trai của ông ấy. Cha cậu cuối cùng trở thành gia chủ Ninh gia, nhưng Ninh Quân Tiếu trong lòng không phục, dần dần, tâm tính vặn vẹo, sinh ra rất nhiều ý nghĩ khác, Sở Chân phân tích, một lát sau, cảm thán một tiếng, nhà cậu thật loạn. Ninh Tử Mặc, không nghĩ tới, phu thần môn chủ, dĩ nhiên là người Ninh gia. Tống Nhan nói, bây giờ cậu có tính toán gì? Tống Nhan gặp qua Ninh Quân Ngạn, cũng bài hết hai cha con bọn họ bát tự y không hợp, hiện tại loại tình huống này, cậu phái về nhà cùng Ninh gia chủ nói rõ ràng đi. Ninh Tử Mặc theo bản năng nhíu mày một chút, Ninh gia chủ chưa chắc sẽ không biết. Sở Trần đột nhiên mở miệng, mấy người thần sắc kinh ngạc nhìn Sở Trần. Gia chủ đệ nhất gia tộc Thiên Nam, có thể ngồi vào vị trí này, làm sao có thể là hạng người tầm thường. Sở Trần nói, nếu Ninh Quan Tiếu kia thật sự đối với vị trí gia chủ còn có lòng ma ước, Ninh gia chủ khẳng định có phát giác ra, hơn nữa còn đề phòng. Ninh gia chủ có lẽ không biết Ninh Quân Hà là Vu Thần môn chủ, nhưng ông ta khẳng định biết chính là, chuyện phía sau Ninh Tử Mặc cùng Dương Tiểu Cần, là Ninh Quân Tiếu một tay thúc đẩy. Ninh Tử Mặc nhẹ nhàng nắm chặt nắm đắm, hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này. Thân hình Dương Tiểu Cẩn khẽ run lên, theo bản năng cúi đầu xuống. Ninh gia chủ đang ngầm đồng ý Ninh Quân Tiếu làm tất cả, chính là bởi vì cô. Ninh gia chủ không cho phép Ninh Tử Mặc cùng cô ở cung một cho, mà Ninh Quân Tiếu làm cũng vừa vặn có thể tách bọn họ ra. Chỉ là, Ninh gia chủ duy nhất không ngờ tới chính là, Ninh Tử Mặc sẽ vì Dương Tiểu Cẩn mà thành danh. Đáp án, thời gian gần 6 năm không ra Vĩnh Dạ nửa bước, điều này cũng làm cho quan hệ giữa cha con giảm xuống đến mức đóng bảng. Ninh Tử Mặc nắm tay Dương Tiểu Cẩn, ánh mắt kiên định. Một câu nói của Sở Trần nhắc nhở tất cả mọi người. Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần một cái. Tên này, làm sao có thể làm kẻ ngốc 5 năm? 5 năm kia kẻ ngốc Sở Trần trong mắt Tống Nhan, tuyệt đối, không phải giả vờ, cô tận mắt chứng kiến. Nhưng Sở Trần bây giờ, mặc kệ làm cái gì, đều làm cho người ta có một loại cảm giác bày mưu tính kế. Hơn nữa, cho tới bây giờ, còn không có chuyện anh làm không được, ngay cả Vu Cổ thần bí, anh cũng có thể giải. Trong mắt Tống Nhan, Sở Trần thật giống như đang dỡ bỏ từng cái áo giáp của mình. Vốn tưởng rằng anh là một thằng ngốc, kỳ thật anh là thiên tài có thể chấn động thế giới. Vốn tưởng rằng anh là văn nhân, anh lại lắc mình một cái trở thành Nam Quyền Tông Su. Vốn tưởng rằng anh là võ giả bình thường, anh lại có đờ hiểu kỳ môn thuật, lá thiểu chủ cư huyền môn. Tống Nhan nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô muốn lột hết từng cái áo giáp của Sở Trần, nhìn một cái bộ mặt thật của người này. Thất sư đệ, tối hôm qua hai người này gặp mặt, đều nói cái gì eo? Sở Trần hỏi một tiếng. Bọn họ muốn đối phó với vợ con của Vu Thần môn chủ giả Lý Trấn. Trước khi Sở Trần trở về, La Vân Đạo Tôn đã từ trong miệng Ninh Tử Mặc hiểu được đầu đuôi sự tình. Cháu đã thông báo cho Kiều trưởng lão. Bọn họ đã hành động trước, hẳn là có thể ngăn chặn đối phương. Ninh Tử Mặc trầm giọng nói. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hiệp. Sở Trần gật đầu, nhìn Ninh Tử Mặc, trước khi bọn họ trỏ ê, cậu trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Khuôn mặt Ninh Tử Mặc biến ảo một chút, nắm chặt tay Dương Tiểu Cẩn, nhẹ nhàng gật gạt đầu. Ánh mắt đồng thời cũng hiện lên một tia không cam lòng. Hắn hận không thể trả thù gấp 10 lần người thương tổn Dương Tiểu Cẩn trước tiên, nhưng hết lần này tới lần khác. Thực lực của đối phương cường đại đến mức hắn không cách nào chống lại. Ninh Tử Mặc hiểu được ý tứ của Sở Trần, hắn muốn chờ Vu Thần môn chủ giả mạo Lý Trấn trở về trinh miệng chỉ chứng Ninh Quân Hà phạm phải tội ác, đến lúc độ, Ninh gia bảo. Quân Hà chấp hành gia pháp đây là cách tiếp cận an toàn nhất. Ninh gia chủ tự nhiên cùng vui vẻ cho đối thủ cạnh tranh của hắn một đòn trọng kích này. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể tính lãi trước. Sở Trần nói, Trương quản lý Vĩnh Dạ lúc trước tự tay phế bỏ Dương Tiểu Cẩn. Nghe vậy, đôi mắt Ninh Tử Mặc hiện lên một đạo lệ sắc. Không được, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tiểu Cẩn lại đột nhiên thốt ra, kinh hoàng nói, người kia tên là Trương Kiến Nhân, quản lý Vĩnh Dạ. Tôi nhớ rõ ngày đó khi Ninh Cốc Nham nói chuyện với hắn, giọng điệu giật tôn kính gọi hẳn là Trương Công Tử. Sở Trần nhướng mày lên, quản lý Vĩnh Dạ không có 100 cũng có 80 đi, chỉ là một quản lý Vĩnh Dạ. Có thể làm cho người Ninh gia tôn kính như vậy. Hơn nữa còn là một tiện nhân. Sau lưng Vĩnh Dạ, tập đoàn Quang Minh chỉ là một trong những cổ đông,
Bọn họ là một nhóm có vài thế lực thực lực hùng hậu ngưng kết mà thành, nếu như Trương Kiến Nhân thật sự có thể được Ninh Cốc Nham tôn xưng một tiếng Trương quản lý, như vậy, hắn hẳn là có quan hệ với một trong những cổ đồng họ Trương của Vĩnh Dạ. Ninh Từ Mặc năm đó cũng đứng đầu 10 công tử Thiên Nam, đối với một số thương giới ở Dương Thành vô cùng hiểu rõ, giờ phút này thần sắc trầm thấp. Lúc trước là Trương Kiến Nhân tự mình ra tay, hắn đại diện cho vị cổ đông họ Trương kia, hoặc là Vĩnh Dạ. Sở Trần cũng không khỏi nhíu nhíu mày, NS đột nhiên có chút lý giải Giang Thân vì sao không để cho Giang Ánh Đảo tiếp cận Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ vũng nước này so với trong tưởng tượng của anh còn sâu hơn. Chuyện Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần này, không chỉ liên quan đến cuộc tranh giành phe phải ị của Ninh gia, còn có bóng giá nghị Vĩnh Dạ ở sau lưng rêu rao. Tiểu Cần nói rất đúng, đây quả thật không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở Trần trầm ngâm một hồi, nói tạm thời án binh bất động đi, trước tiên chờ Tiêu Thu bọn họ trở về, chúng ta lại thương lượng bước đối sách tiếp theo, cậu yên tâm, chuyện của ảo. Sở Thúc sẽ không ngồi yên mặc kệ, nhất định đòi lại công đạo cho ậu. Trong vòng 7 ngày, vấn đề được giải quyết, La Vân Đạo Tôn tối hôm qua đã nói qua, hắn lần này ra tối đa chỉ có thể ở lại 7 ngày. Dựa theo quy tắc cửu huyền môn, trở về chậm một ngôi y hắn đều sẽ bị trách phạt. Sở Trần muốn đối phó những người này, nhất định phải dùng đen sức lực của La Vân Đạo Tôn. Ninh Tử Mặc nhìn Sở Trần, thần sắc cảm kích, giờ phút này hắn có thể cùng Dương Tẻo Cần đứng chung một chỗ, toàn bộ đều dựa vào Sở Thúc. Hiện giờ biết rõ sự tình đã liên lụy đen phe Ninh gia cùng với Vĩnh Dạ thần bí khó lường, hắn vẫn hứa hẹn vì mình mà ra mặt. Vì vậy, trước khi họ trở về, cháu đỡ cố gắng hết sức để điều tra tình hình của Trương Kiến Nhân. Ninh Tử Mặc quyết đoán nói, Sở Thúc yên tâm, cháu làm việc có chừng mực, trước tiên sờ sờ đáy đối thủ, không đến mức bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Rất tốt, Sở Trần gật đầu, tan họp, bà Sa, anh đói bụng rồi. Sở Trần nhìn về phía Tống Nhan giật mình, đề tài này của Sở Trần chuyển biến khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Không phải chúng ta vừa án xong mới quay lại sao? Tong Quy Nhan nói, bị nhiều người nhìn chằm chằm ản mũ uống không thoải mái. Sở Trần mỉm cười nói, manh muốn ở nhà, ăn đồ của em. Tống Nhan, số lần Tống Nhan vào phòng bếp không nhiều lắm, nhưng, cô quả thật có một ít tài nấu nướng, Sở Trần làm kẻ ngốc sẽ ăn qua y không ít lần. Nhìn Tống Nhan đi vào phòng bếp, Sở Trần không khỏi cười hắc hắc, anh cảm giác cách ngày đánh hạ bà xã không xa. La Vân Đạo Tôn bất ngờ không kịp đe phòng ản cơm chó, yên lặng rời đi, đi ra đại sảnh. Bên cạnh Tống Hồ, một đạo sĩ một mực nhìn chằm chằm phương hướng này, thấy La Vân Đạo Tôn đi ra, nhất thời thần sắc kích động, lập tức không nhịn được đi tới, La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn ghé mắt nhìn lại, cười khẽ một chút, là ngươi, có việc sao? Đạo sĩ này tự nhiên chính là Trương Vận Quốc. Trương Vận Quốc ánh mắt tốn kính nhìn La Vân Đạo Tôn, chần chờ một hồi, vẫn là cắn răng hỏi, tôi muốn hỏi Đạo Tôn, tôi còn có hy vọng tiến vào cửu huyền môn học tập hay không? Trương Vận Quốc trông mong nhìn La Vân Đạo Tôn, tuy rằng sát hạch thất bại, thế nhưng, ông trời an bài chính bản thân ở chỗ này lần nữa gặp phải La Vân Đạo Tôn. Sự sắp xếp lớn nhất của ông trời, chính mình khẳng định còn có cơ hội tiến vào cửu huyền môn. Đúng không, nội tâm Trương Vận Quốc tràn ngập khát vọng, La Vân Đạo Tôn trầm ngâm một lát phiêu nhiên lưu lại bốn chữ, không có, cũng có. Không có, cũng có. Trương Vận Quốc nhìn bóng lưng La Vân Đạo Tôn, thần sắc lâm vào mê hoặc. Vậy rốt cuộc là có hay không? Trương Vận Quốc cười khổ, lắc đầu, mình tham ghía sát hạch cửu huyền môn không thông qua, cũng đã mất đi cơ hội tiến vào cửu huyền môn học tập, cho dù là La Vân Đạo Tôn, cũng không có khả năng mở bếp nhỏ cho hắn. Trương Vận Quốc quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng đại sảnh, trong lúc bất chợt, thân hình chấn động, khuôn mặt biến ảo vài cái, Trương Vận Quốc thần sắc kích động, môi không ngừng run rẩy, hắn hiểu được ý tứ của La Vân Đạo Tôn. Hắn còn có hy vọng tiến vào cửu huyền môn, đó chính là Sở Trần. Chỉ cần vững vàng ôm lấy cái đùi Sở Trần này, liền nhất định có thể tiến vào cửu huyền môn. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, bắt đầu tính toán tỉ mỉ, mình ở bên cạnh Sở Trần, có thể có tác dụng gì. Chốc lát, đầu Trương Vận Quốc cúi xuống. Hắn thật sự không nghĩ tới, trên người mình có cái gì lóe sáng có thể được Sở Trần coi trọng. Thật lâu sau, Trương Vận Quốc thở dài một hơi, xoay người rời đi. Vào lúc hoàng hôn, khu vực Kiềm Nam, núi non trùng điệp, nguy nga hào hùng. Không ít con đường quanh co trên núi. Một cây em thẳng tắp trong truyền thuyết cùng trò, thành noi yêu xa. Tống Thu cảm thán một tiếng, đi theo bước chân của Kiều Thung Sinh,
đi sâu vào sâu trong núi. Dần đường phía trước chính là Vu Thần Môn chủ giả mạo Lý Chấn. Còn có 2 km là có thể đến thôn trang Vu Thần Môn. Lý Chấn vừa đi vừa giới thiệu, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, ở phía sau cách đó không xa, có một đám người theo sát, một ít này là võ giả Kiều Thương Sinh lấy danh nghĩa lĩnh Nam Dược Cốc khởi xướng hội tụ tới đánh dẹp Vu Thần Môn, trong đó cũng có không ít võ giả bản thân là con cháu Dược Cốc. Xin hỏi, 2 km này phải đi bao lâu? Tống Thu thật cẩn thận hỏi, ở đây nhiều người như vậy, thực lực của hắn yếu nhất, lực chân cũng chịu không nổi nhất. Nhanh rồi, chúng ta đều là võ giả, lực chân còn hơn xa người bình thường, 2 km đường này, chỉ cần lật 2 ngọn núi, không cần 1 giờ là có thể đến. Lý Chấn trả lời, Tống Thu, đêm núi đến đặc biệt nhanh, mặt trời phía tây đã bị che khuất từ lâu. Ánh chảng chiếu sáng cao, đèn trong ngôi làng nhỏ đã được thắp sáng. Thôn xóm nhỏ đêm nay không còn yên tĩnh như thường lệ, cổng thôn tụ tập không ít người, kèm theo tiếng khóc nháo, còn có thanh âm giận dữ mắng chửi. Mẹ nó đều câm miệng cho lão tử. Một người đàn ông trung niên mặt mũi dữ tợn, trong tay cầm trường đao sáng như tuyết, thoạt nhìn làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hơn 20 người cùng người đàn ông trang phục giống nhau, trong tay đều mang theo trường đao sáng như tuyết, những người này đều là đệ tử Vu Thần Môn. Họ chịu trách nhiệm di rời những người bình thường bị bắt trong làng. Dưới tảng cây cổ thụ ở cổng làng, ngọn đuốc sáng lên, bà lão còng lưng khuôn mặt vô tình, chậm rãi đảo qua những người ở đây, trầm giọng nói, đều tởi giỏi sao. Bầm Khương bà, người đều đã nhắc tới, không có sơ hở nào. Người đàn ông trung niên trầm giọng trả lời, Khương bà gật gật đầu, đột nhiên hỏi, vợ con Lý Chấn, mang ra ngoài. Trong đám người, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dắt nhanh, một người phụ nữ rẻ rặt đi ra. Cô là vợ của Lý Chấn. Khương bà nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh bà, con trai cổ đâu. Người phụ nữ, nhẹ nhàng trả lời, tiểu thụ hôm nay ban ngày lên núi hái thuốc, bây giờ vẫn chưa trở về. Nghe vậy, ánh mắt Khương bà hiện lên một đạo quang mang sắc bén, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, người vừa rồ ồ nổi, không một chỗ lầm lẫn. Người đàn ông trung niên chán cháy ra mồ hôi lạnh trồ y ròng ròng, suy tư một chút. Mãnh liệt sáng lên như trường đao sáng như tuyết trong tay, tôi vừa rồi rõ ràng thấy con trai cô cùng cô ra ngoài, hiện tại sao lại không thấy? Nói, cô giấu người ở đâu? Tôi không có, người phụ nữ lắc đầu, tiểu thụ thực sự chưa chờ à vẽ. Có vẻ như tôi sẽ không cho cô ít máu, cô sẽ không nói sự thật. Ánh mắt người đàn ông trung niên dữ tợn, đồng thời khóe mắt nhìn lướt qua Khương bà thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đang chờ động tác tiếp theo của hắn. Người đàn ông trung niên lập tức hiểu được ý tứ của Khương bà, hai tròng mắt tựa như sói bàng lãnh, tôi cho cô 3 giây suy nghĩ, 3 giây sau, không có đáp án tôi muốn, tôi liền vẽ hoa lên mặt cô. Ba, oai, sắc mặt người phụ nữ bối rối lui về phía sau 2 bước, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, tôi thật sự không nói dối. M, vậy cô đi chết đi. Người đàn ông không nói nhiều nữa, trực tiếp vung đao chém về phía người phụ nữ. Người phụ nữ kinh hô lui về phía sau. Nhưng mắt thấy ánh đao sắp xuyên qua khuôn mặt của mình, xèo. Dưới bóng đêm, kim châm phá không phát ra tiếng vang chói tai vô cùng. Một tiếng va chạm thanh thúy, người đàn ông trung niên cảm giác được nơi nguy hiểm truyền đến một trận đau nhức, khuôn mặt đại biến, ngẩng đầu, lại kinh hãi phát hiện, một tia kim sắc quang mang đã vô hạn tới gần hắn. Kim châm đâm vào mắt người đàn ông trung niên, máu bắn tung tóe. Người đàn ông trung niên kêu thảm thiết lảo đảo lui về phía sau. Đao trong tay rốt cuộc cầm không vững, ầm ầm rơi xuống đất, một tay che mắt, máu tươi dọc theo đầu ngón tay chảy ra. Địch tập kích, lúc này, thanh ám kinh hãi hô to mới vang vọng. Đông đảo người của Vu Thần Môn mới phản ứng lại, nhao nhao cảnh giác nhìn xung quanh. Khương bà đã thấy rõ bộ dạng kim châm kia, sắc mặt biến đổi, kim châm độ mệnh thuật của lĩnh Nam Dược Cốc. Vu Thần Môn làm nhiều việc ác, mất hết thiên lương, ngỏi người đều có thể chu di. Kiều Thương Sinh cất bước đi ra, quang minh lẫm liệt, xuất lĩnh đông đảo võ giả, khí thế như hồng, chắn thanh nói, tối nay rất nhiều chính nghĩa trong giới võ giả liên danh đánh dẹp Vu Thần Môn, phàm là kẻ ngoan cố, người ngoan cố chống cự, tất cả đều giết tại chỗ. Âm thanh vang vọng trong bóng tối, không ít người bình thường bị nhốt giờ phút này đều kích động lên. Có người đến cứu chúng ta rồi, đại hiệp, cứu chúng tôi, ánh mắt Khương bà âm lãnh, chợt ra tay, giết vợ Lý Chấn. Khương bà dám động đến vợ tôi. Thanh âm Lý Chấn hạ xuống, thân ảnh cũng vọt tới trước mặt Khương bà,
chặn Khương bà bà. Khương bà bà vừa ra tay đối phó Lý Chấn, vừa hạ lệnh, Vu thần ở trên cao, thần quang che chở con cháu Vu thần nghe lệnh, giết sạch người phạm tội, bọn họ đều là người mạo phạm Vu thần. Giết, trong lúc nhất thời, một đám đệ tử Vu thần môn cầm binh khí tựa như phát điên, giết tới đám người Kiều Thương Sinh. Khuôn mặt Kiều Thương Sinh lạnh lùng, đám người này bị mê hoặc, không thấy máu tươi, sẽ không tỉnh ngộ. Khóe mắt Kiều Thương Sinh liếc mắt nhìn Tống Thu một cái, cậu chăm sóc bản thân thật tốt. Dứt lời, Kiều Thương Sinh một bước xông lên, Trấn Thanh hạ lệnh nói, thừa dịp đệ tử Vu thần môn trong thôn trang còn chưa đi ra, trước tiên giải quyết nơi này, sau đó đảnh chiếm thôn trang, tiêu diệt Vu thần môn. Tối nay xuất lĩnh đông đảo võ giả tới nơi này, chỉ có một mục đích, mũ L chính là khiến cho Vu thần môn trở thành lịch sử. Làng đêm tố ồ, tiếng giết chọc vang lên bốn phía. Mấy cha con Tống Mục Dương lao ra khỏi cửa phòng, nhìn xa xa, khuôn mặt toát ra kinh hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Mục Dương trong lòng kịch liệt nhảy lên, thần sắc kích động, kiềm chế không được một cố ý bất an kia. Con đi xem, Tống Khánh Long xông ra ngoài, một lát sau, cửa lởn ầm ầm bị đẩy ra, thân ảnh Tống Khánh Long lảo đảo, chạy trở về, thần sắc kinh hoàng, không hay rồi, rất nhiều võ giả đánh tới, nói là muốn diệt Vu thần môn. Sắc mặt mấy cha con đều tải nhợt, tiêu diệt Vu thần môn, bọn họ hiện tại cũng là một thành viên của Vu thần môn. Cha, làm sao bây giờ? Tống Mục Dương đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần lại, làm sao bây giờ? Ở lại chờ chết sao? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta chạy về phía sau núi, nhanh lên. Tiếng chém giết vang vọng giữa núi non trùng ở Kiềm Nam. Thiên Thành, nhà nhà đốt đèn, sảnh nhỏ lầu hai biệt thự, bờ chân nửa nằm. Ăn nho Tống Nhan mua về. Bà Sớ, có vẻ như anh có một tình yêu đặc biệt với nho. Sở Trần vừa ăn, vừa nói, chúng ta là người có cùng khẩu vị, anh cũng thích nho của bà xã. Sở Trần ăn một miếng, vui vẻ, thật ngọt. Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, con người lại nhìn thoáng qua điện thoại di động đặt ở một bên, Tiểu Thu hiện tại có thể đang chiến đấu sinh tử, anh thế nhưng tuyệt không lo lắng. Đù Ân Sợ, có Kiều Trường Lâu đi cùng cậu ấy. Sở Trần lại ản một quả nho, nói, huống chi, mất môn chủ Vu thần môn, chỉ là một con mèo già bị nhổ hết răng, nói không chừng ngay cả một tiên thiên cũng không có, làm sao có thể là đối thủ của Kiều Trường lão bon ho. Sao anh không nói sớm, em lo lắng cả đêm, định nghĩa của Tống Nhan đối với thực lực giữa các võ giả cũng không rõ ràng lắm. Sở Trần hắc hắc ăn một ngụm nho, em cũng không hỏi. Tống Nhan tức giận, trả lại nho cho em. Không đưa, đưa em, không đưa. Đưa em, hai chữ Tống Nhan vừa đến bên miệng, một quả nho đã đặt ở bên miệng cô, còn có cảm giác đầu ngón tay Sở Trần chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhất thời khiến Tống Nhan mở to hai mắt. Đôi môi mỹ nữ, đẹp không sao tả xiết. Sở Trần gần trong gang tấc, cơ hồ muốn dán vào khuôn mặt Tống Nhan, ông xã đút cho em ăn, Tống Nhan thét chói tai một tiếng, hai má trong nháy mắt đỏ thẫm, xoay người trở về phòng. Phía sau truyền đến thanh âm Sở Trần đắc ý cười to. Một tiếng nữa. Điện thoại di động của Sở Trần vang lên. Sở Trần từ trên sofa xoay người ngồi dậy, nhận điện thoại. Anh rể, thắng lớn. Đầu dây bên kia, thanh âm Tống Thu vô cùng hưng phấn. Hắn lần đầu tiên trải nghiệm loại trường họp này, lại chỉ có hưng phấn. Điều này chứng tỏ trong xương cốt Tống Thu cũng có tinh thần võ gì à? Vu thần môn cung phụng nhất, đã bị đập nát, hơn nữa một ngọn lửa đã thiêu rụi. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian không còn vu thần môn nữa. Làm rất tốt. Khuôn mặt Sở Trần toát ra tươi cười, vợ con Lý Chấn tìm được chưa? Bọn họ một nhà đã đoàn tụ. Tống Thu hỏi, anh muốn đưa bọn họ về Thiền Thành không? Sở Trần trầm ngâm một hồi, cậu đưa bọn họ đến Thuận Thành, Hùng gia, nói là tôi sắp xếp. Chiều mai tôi sẽ đi qua một chuyến, hóa giải cổ trong cơ thể bọn họ. Tuy rằng Thiền Thành có La Vân Đạo Tôn chấn giữ, nhưng mà Vu thần môn chủ có thể thông qua điều khiển độc cổ từ xa, khó lòng phòng bị. Chi bằng đưa người nhà Lý Trấn an bài đến Thuận Thành cách vách. Sở Trần cúp điện thoại, phát hiện Tống Nhan đã lần nữa đi ra. Tất cả thuận lợi, Sở Trần đương nhiên biết Tống Nhan nghe thấy mình gọi điện thoại mới đi ra, tối mai Tiểu Thu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bà xã, có muốn ăn nho không? Buổi biểu diễn của Tiêu Lãng cũng kết thúc rồi, cô ấy vừa mới gọi điện thoại nói dâu buổi tối muốn đến thăm Tiểu Cần. Tống Nhan trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng của Sở Trần, ngồi xuống. Thần sắc ngưng trọng lên, còn có một chuyện, em vừa mới nhận được tin tức, Hoàng gia có người không rõ lai lịch đến thăm, vẫn là Hoàng Giang Hồng tự mình đi nghênh đón.
thần sắc Sở Trần có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tống Nhan. Anh kinh ngạc không phải là người tới của Hoàng gia, mà là Hoàng gia xuất hiện người xa lạ trước tiên, Tống Nhan dĩ nhiên liền biết. Xem ra bà sớ này so với tâm tư trong tưởng tượng của anh còn tinh tế hơn. Có thể khiến cho Hoàng lão gia tử tự mình nghênh đón, chắc là khách quý. Sở Trần nói một tiếng, thái độ của Hoàng Tú Tú cũng không đại diện cho thái độ của Hoàng gia. Hoàng gia ngã xuống một cái lớn như vậy, muốn đòi lại sân khấu, vậy cũng bình thường. Em sẽ theo dõi Hoàng gia, bình thường anh cũng chú ý một chút. Tống Nhan mím môi đỏ, dặn dò một tiếng, Minh Thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Được, đêm khuya, tòa nhà cũ Tây Quan Dương Thành. Anh em Ninh Quân Tiếu hai người ngồi đối diện nhau, hương trà bốn phía. Chúng ta chậm một bước. Ninh Quân Hà thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, phu thần môn bị hạ được. Những năm gần đây tâm huyết ta hao phí ở vùng Kiềm Nam, cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Lý Trấn, Ninh Quân Tiếu buông chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói, nếu không phải hắn tiết lộ địa chỉ vu thần môn không đến mức một đêm lật đổ. Nếu em có thể cảm ứng được vị trí của Lý Trấn, nhất định trước tiên khiến cổ trong cơ thể hắn lấy tính mạng của hắn. Ninh Quân Hà ánh mắt sát ý xẹt qua. Đôi khi, một quân cờ không đáng kể ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Ninh Quân Tiếu ánh mắt lạnh như băng, ai có thể nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên sẽ gặp Dương Tiểu Cẩn, hơn nữa, còn có thể phá giải huyễn thần cổ. Tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên được cửu huyền môn chân truyền. Anh hai, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ninh Quân Hà trầm giọng nói, Lý Trấn biết không ít chuyện của chúng ta, tuy rằng hắn không biết thân phận cụ thể của chúng ta, nhưng có Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc ở đây, bọn họ rất dễ dàng tra được một ít dấu vết. Chúng ta cũng biết điểm mấu chốt nằm ở Sở Trần, đáng tiếc người này là đệ tử của lão gia tử, không tiện động thủ, đệ tử của lão gia tử liền không tiện động thủ. Ninh Quân Thiếu cười nói, lão gia tử chưa từng hỏi qua chuyện của Ninh gia, đối với ông ấy mà nói, Ninh gia ai làm chủ, đều là con cháu của ông ấy. So sánh ra, quan hệ của chúng ta cùng lão gia tử càng thêm thân cận, nếu có cơ hội, nhất định phải chém Sở Trần trước. Ninh Quân Thiếu khẽ gõ lên mặt bàn. Gần từng chữ nói, Lý Trấn cùng vợ con gặp lại, nhất định sẽ tìm Sở Trần hóa giải cổ trong cơ thể hắn. Từ giờ khắc này trở đi, chúng ta phái người theo dõi Sở Trần. Sáng sớm ngày mai em lái xe đi dạo chung quanh Thiền Thành, anh hoài nghi vợ con Lý Trấn sẽ tới tìm Sở Trần. Đúng rồi, còn có Ninh Tử Mặc. Ninh Quân Hà thần sắc ngưng trọng, người này năm đó đã không thể khinh thường, hiện tại còn tuổi còn trẻ thành tiên thiên võ giả. Một khi để cho hắn trở lại Ninh gia, em yên tâm. Ninh Quân Tiếu khuôn mặt mỉm cười, thản nhiên nói, so với Sở Trần, Ninh Tử Mặc dễ dàng đối phó nhiều hơn, dù sao, hắn có nhược điểm chí mạng. Ý anh là, Dương Tiểu Cẩn, hắn không phải là người si tình sao? Người si tình cũng không xứng trở lại Ninh gia. Dưới ánh đèn chiếu rọi, hai anh em đối diện cười. Xem ra, anh hai chuẩn bị chút gì đó cho Ninh Tử Mặc. Ninh Quân Hà cười cười, ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo. Năm đó Ninh Quân Ngạn muốn mượn tay chúng ta phá Ninh Tử Mặc cùng Dương Tiểu Cẩn, lại không ngờ nhấc tảng đá đập chân mình, bị anh hai thuận nước đẩy thuyền, đồng thời đạt được mục đích của Ninh Quân Ngạn, không chỉ làm quan hệ giữa hai cha con bọn họ giảm đến mức đóng băng, cuối cùng còn để cho Ninh Tử Mặc ở lại Vĩnh Dạ gần 6 năm, càng thêm buồn cười chính là, vụ cá cược Ninh Tử Mặc ở lại Vĩnh Dạ, vẫn là Ninh Tử Ngạn tự mình ký tên. Ninh Tử Ngạn là một đối thủ không thể khinh thường, nhưng hắn quá mức tự phụ. Ngay cả con trai mình cũng không tin. Ninh Quân cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lúc này đây, về chuyện Ninh Tử Mặc, hắn như thế nào đi ứng đối. Vậy Sở Trần, Ninh Quân Hà trầm tư một hồi, hiện tại bên người hắn có La Vân Đạo Tôn, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Ta quy củ biết cửu huyền môn, La Vân Đạo Tôn sẽ không ở lại Thiền Thành quá lâu. Ninh Quân Tiếu trầm giọng nói, nhưng, trước khi chính thức đối phó Sở Trần, chúng ta có thể trước tiên gõ Tống gia sau lưng Sở Trần. Theo ta được biết, Tống gia ở Thiền Thành thiết lập không ít kẻ địch, hiện tại không có người đối phó hắn, đó là bởi vì sau lưng gạch dưới hắn, Ninh gia chúng ta làm trò dựa. Ninh Quân Tiếu khóe miệng khẽ nhếch lên, một khi không có Ninh gia chúng ta đứng ở phía sau, Tống gia sẽ lập tức bị các nhà ăn thịt, nhất là Hoàng gia bị Tống gia làm thiệt hại nặng, sẽ không tiếc đại giới, cắn ngược lại Tống gia một miếng. Ninh Quân Hà cười ha ha một tiếng, tất cả đều nằm trong tay anh hai a. Nhớ kỹ nhiệm vụ chủ yếu nhất của em bây giờ là được, phù thần môn có thể không có, nhưng mà, Lý Trấn, cũng nhất định phải chết. Ninh Quân Thiếu ánh mắt sát ý lóe lên, Ninh Quân Hà nặng nề gật đầu, Thiên Thành, Hoàng gia, trong phòng,
Sư thúc, chân của cháu, có thể đứng lên không? Hoàng Ngọc Hằng thần sắc cấp thiết, khát vọng nhìn một người đàn ông trước mắt. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến Hoàng Ngọc Hằng vô cùng bất ngờ, Ngọc lại vui mừng vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng mình thật sự đã bị phái Thanh Dương hoàn toàn vứt bỏ, lại không nghĩ tới, ngay tối nay, một vị sư thúc thiên phú xuất sắc nhất phái Thanh Dương đã tới. Cường giả cấp bậc tông sư, thiếu âm kỳ, toàn bộ phái Thanh Dương, ngoại trừ trưởng môn gia, một người thực lực mạnh nhất. Quả nhiên là thực cốt phù của cửu huyền môn, thần sắc thiếu âm kỳ trầm thấp, trừ phi chính hắn cởi bỏ cho ngươi, nếu không, trong thiên hạ, mặc dù người có năng lực này, cũng không dám cởi bỏ thực cốt phù trên đùi ngươi. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hằng tái nhợt, hắn sớm biết là kết quả này, chỉ là tiêu âm kỳ đến cho hắn hy vọng mới. Sư thúc, không có cách nào khác sao? Hoàng Ngọc Hằng thần sắc tuyệt vọng, hắn vốn cao hứng, lại gặp phải một cái sóng to như vậy, trực tiếp khiến hắn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu xin lỗi Sở Trần, một người phụ nữ thăm dò hỏi. Thân hình Hoàng Ngọc Hằng run lên, hai tay nắm chặt. Hắn không cam lòng, không tình nguyện cúi đầu với Sở Trần. Sở Trần chẳng qua ỷ vào kiêu ngạo của sư môn, không cần phải cúi đầu với hắn. Hoàng Dương Trấn Thanh nói, Ngọc Hằng, ngươi yên tâm, tiêu tiền bối lần này đến, là vì ngươi đòi lại công bằng. Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Âm Kỳ. Tiêu Âm Kỳ vỗ chân Hoàng Ngọc Hằng một cái, tuy rằng tạm thời không có cách nào hóa giải thực cốt phù ở hai chân cho ngươi, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là thứ Sở Trần lưu lại, hắn sẽ tự tay đến lấy đi. Thật sao? Hoàng Ngọc Hằng xúc động. Ánh mắt toát lên vẻ khó tin. Sau lưng Sở Trần, chính là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cửu huyền môn. Trong lòng Hoàng Ngọc Hằng, mình đã sớm bị phái Thanh Dương vứt bỏ, lại không ngờ lại có kinh hỉ lớn như vậy. Chuyện xảy ra ở Dương Thành Thiền Thành trong khoảng thời gian này có liên quan đến Sở Trần, tất cả đều chỉnh lý thành tư liệu giao cho ta. Tiêu Âm Kỳ lưu lại một câu, trở lại phòng của mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nếu như không phải tin tức kia truyền đến, Thanh Dương phái. Thật đúng là không giảm động đến Sở Trần, về phần hiện tại, nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một ngày. Thiên Thành, Dương Thành, cuồn cuộn sóng ngầm, Sở Trần cũng không biết một loạt âm mưu nhắm vào anh đang đến gần, sau khi tỉnh ngủ, Sở Trần liền đi tới quán nhỏ Tinh La. Hắn muốn chuẩn bị tài liệu cùng với một ít bùa cho người nhà Lý Trấn chiều nay hóa giải cổ trong cơ thể. Nhưng, lúc này đây Sở Trần có La Vân Đạo Tôn trợ giúp, sự tình liền đơn giản hơn rất nhiều. Hai người phân công hợp tác, hơn nữa Tiểu Vô Ưu ở bên cạnh bắt tay, nhanh chóng chế tác xong từng tấm bùa. Tôi thực sự mở rộng tầm mắt, Mạc Nhàn cảm thán, chế tác bùa, càng là bùa đăng cấp cao, chế tác càng khó khăn, bình thường mà nói, cho dù là bùa cấp thấp cũng không dễ dàng chế tác, tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng hai người Sở Trần cùng La Vân Đạo Tôn liên thủ, cho dù là bùa cao cấp cũng là hạ bút thành văn, rất ít xuất hiện tình huống thất bại. Cửu huyền môn, thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Đại diện cho trình độ cao nhất của kỳ môn, danh bất hư truyền. Sở đại ca, buổi chiều tôi có thể đi cùng anh không? Đôi mắt của Tiểu Vô Ưu tràn ngập chờ đợi. Thiên phú của cô vốn rất tốt, mấy ngày nay ở trên người Sở Trần học được nhiều thứ, nhiều hơn những gì cô học mấy năm nay. Tiểu Vô Ưu tin tưởng, buổi chiều quá trình Sở Trần phá cổ cho người nhà Lý Trấn, nhất định cũng có thể khiến cô được lợi không nhỏ. Đương nhiên không thành vấn đề. Sở Trần trong lòng sớm coi Tiểu Vô Ưu như em gái của mình, mỉm cười nói, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta ăn cơm cửu huyền môn, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, đại diện cho trình độ cao nhất của kỳ môn, danh bất hư truyền. Sở đại ca, buổi chiều tôi có thể đi cùng anh không? Đôi mắt của Tiểu Vô Ưu tràn ngập chờ đợi, thiên phú của cô vốn rất tốt, mấy ngày nay ở trên người Sở Trần học được nhiều thứ, nhiều hơn những gì cô học mấy năm nay. Tiểu Vô Ưu tin tưởng. Buổi chiều quá trình Sở Trần phá cổ cho người nhà Lý Trấn, nhất định cũng có thể khiến cô được lợi không nhỏ. Đương nhiên không thành vấn đề. Sở Trần trong lòng sớm coi Tiểu Vô Ưu như em gái của mình, mỉm cười nói, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta ăn cơm xong, cũng nên xuất phát. Nhanh như vậy, từ đây đến Thuận Thành chưa đầy một giờ lái xe. Mạc Vô Ưu thốt ra, chúng ta từ Tống gia đi ra, phía sau vẫn có cái đuôi theo dõi. Sở Trần nhàn nhạt nói, trước tiên phải dùng chút thời gian, dẫn cái đuôi đến một chỗ khác, miễn cho phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Mạc Phụ Yêu theo bản năng NSLN thoáng qua bên ngoài quán nhỏ Tinh La, gật gật đầu. Nửa giờ sau, Sở Trần lên xe, xe từ từ chạy về phía ngã tư đường cao tốc. Sở Trần quả nhiên muốn rời khỏi Thiền Thành, đuổi theo, tuyệt đối không thể để Sở Trần rời khỏi phạm vi tầm mắt,
Từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm xe của Sở Trần. Bên trong xe, ánh mắt Sở Trần Sụ Yên thao qua cửa sổ xe, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Chuyện của Ninh Tử Mặc, chuyện liên quan đến nội bộ Ninh gia cùng với liên lụy Vĩnh Dạ, phụ thần môn chủ giả là điểm mấu chốt, Sở Trần hy vọng có thể từ trên người hắn thu được càng nhiều tin tức hữu dụng. Về phần chuyện dược phẩm Bắc Trần, Sở Trần toàn quyền giao cho Tống Nhan và Hạ Bắc, anh tin tưởng hai người dưới sự trợ giúp của Hạ Ngôn Hoan, cộng thêm con át chủ bài của dược phẩm Cửu Thành, tuyệt đối có cơ hội lay động thị trường Thiên Thành. Sở Trần trong lúc bất chợt lại nghĩ đến khách thần bí tối hôm qua của Hoàng gia. Những khúc nhạc dạo ngắn xuất hiện khi Bắc Trần khai trương. Vĩnh Dạ thần bí, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Một chuyện này thoạt nhìn tựa hồ không có liên quan, nhưng Sở Trần luôn có một loại cảm giác thiên tỷ vạn lũ, rút dây động rừng. Ngón tay Sở Trần khẽ động, ám toán một chút, chợt dừng lại. Gian khổ sắp đến, đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo quang mang bắt mắt, sâu trong nội tâm có một cỗ máu, mơ hồ phảng phất muốn sôi trào, 3 giờ chiều. Hùng gia Thuận Thành, một chiếc xe từ từ chạy vào. Trong xe, Tống Thu nhận điện thoại của Sở Trần, anh rể, chúng tôi đến rồi. Sau khi Tống Thu xuống xe, một bóng người cao to khỏe mạnh, cười ha ha đi lên, vị này chính là tiểu huynh đệ Tống Thu A, tôi là Hùng Nhạc. Hùng gia chủ Thuận Thành, lúc trước Sở Trần dùng lệnh cửu huyền thiếu chủ triệu tập đối phó một trong 8 thế lực của Hoàng gia. Tống Thu nhất thời cũng có chút được sủng ái mà lo sợ, vị đại nhân vật trước mắt dậm chân có thể làm Thuận Thành động đất, hôm nay thế nhưng tự mình đến nghênh đón, còn chủ động làm quen. Thể diện của anh rể, thật sự quá lớn. Hùng tiên sinh, ngài gọi tôi Tiểu Thu được rồi. Tống Thu vội vàng khiêm tốn trả lời. Vậy cậu trực tiếp gọi tôi là Thúc, không cần khách khí. Hùng Nhạc cười ha ha, hết sức nhiệt tình, ánh mắt nhìn Tống Thu lấp lánh. Đây chính là em vợ của cửu huyền thiếu chủ. Trong mắt Hùng Nhạc, quả thực chính là tiểu tổ tông. Phải chiêu đãi tốt, Hùng Thúc, Tống Thu lập tức giới thiệu cho Hùng Nhạc một nhà lý trấn, Hùng Nhạc mời mọi người đi vào. Một đường đều đói bụng rồi, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Hùng Nhạc cười mị mị, vậy thì chúng ta vừa ăn vừa chờ anh rể. Tống Thu vỗ vỗ cậu bé chừng 10 tuổi bên cạnh, tiểu thụ, đi, cơm nước xong Thu ca dạy ngươi đánh quyền. Sở thiếu chờ lát nữa sẽ đến. Thân hình Hùng Nhạc chấn động mạnh. Hắn nhận được tin tức, là chiêu đãi Tống Thu, ở trong điện thoại, Sở Trần cũng không có nói muốn đến Thuận Thành. Đương nhiên rồi, Sa Ụ khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tống Thu, cả người Hùng Nhạc càng thêm hưng phấn, không ngừng xoa xoa tay, không che giấu được kích động trong lòng. Phía sau Hùng Nhạc, mấy tiểu bối trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau. Trong đó có một thanh niên khoảng 20 tuổi là con trai của Hùng Nhạc, Hùng Trấn Quang, giờ phút này, vẻ mặt Hùng Trấn Quang mê hoặc. Đây là người cha nghiêm túc lãnh khốc mà hắn quen biết sao? Quang ca, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.